Dương Bách Xuyên đứng trong chòi nghỉ mát thỉnh thoảng nhìn về phía xa xăm. Đêm qua người bạn gái mà anh không gặp trong nửa năm đã gọi điện hẹn anh buổi sáng ở công viên gặp mặt, chưa tới 8 giờ thì anh đã tới rồi. Anh và bạn gái là mối tình chị em điển hình. Bạn gái của anh chính là đàn chị khóa trên, hiện tại đang làm thực tập sinh trong một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nửa năm, còn Dương Bách Xuyên là sinh viên năm cuối. Một người còn đang học, người còn lại thì đã bươn trải ngoài xã hội, cả hai đều bận việc riêng. Hơn nữa công ty của bạn gái là công ty có vốn đầu tư nước ngoài nên thường xuyên đi công tác, đã 5 tháng rưỡi họ không gặp nhau. Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 1. Chủ nhật, công viên sinh thái thành phố Cố Đô. Dương Bách Xuyên đứng trong chòi nghỉ mát thỉnh thoảng nhìn về phía xa xăm. Đêm qua người bạn gái mà anh không gặp trong nửa năm đã gọi điện hẹn anh buổi sáng ở công viên gặp mặt. Chưa tới 8 giờ thì anh đã tới rồi. Anh và bạn gái là mối tình chị em điển hình. Bạn gái của anh chính là đàn chị khóa trên, hiện tại đang làm thực tập sinh trong một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nửa năm, còn Dương Bách Xuyên là sinh viên năm cuối. Một người còn đang học, người còn lại thì đã bươn trải ngoài xã hội, cả hai đều bận việc riêng. Hơn nữa công ty của bạn gái là công ty có vốn đầu tư nước ngoài nên thường xuyên đi công tác, đã 5 tháng rưỡi họ không gặp nhau. Công viên này là nơi hai người gặp gỡ lần đầu tiên, cũng là nơi hẹn hò đầu tiên. Giữa thành phố hối hả và nhộn nhịp thì nơi này là thánh địa trong trái tim họ. Mang tâm tình kích động, Dương Bách Xuyên nhìn trái nhìn phải, nhưng đợi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng bạn gái đâu. Trong lòng chán nản đủ thứ, anh đi dọc bờ hồ để xem có ai đến không. Vừa mới đi được mấy bước thì đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa. Quay đầu nhìn lại. Có một con chó đang vật lộn sắp chết đuối trong hồ cách đó hàng chục mét. Khi anh đến gần mới phát hiện ra đó là một chú chó lông vàng, nguyên nhân khiến chú chó suýt chết đuối là do dây xích trên cổ quấn vào gốc cây ven hồ, bị mắc kẹt trong hồ đã lâu. Mặc dù chú chó biết bơi, nhưng vùng vẫy trong nước lâu cũng sẽ tiêu hao thể lực, có vẻ như nó sắp chìm xuống. Anh liếc nhìn xung quanh, bờ hồ không có một bóng người, vẫn chưa tìm thấy chủ nhân của chú chó. Thấy chó con đang có nguy cơ chết đuối, Dương Bách Xuyên cũng là người thích chó từ khi còn nhỏ, sau khi suy nghĩ xong, anh tự nhủ cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, mình cứu một con chó còn hơn xây 6 tòa tháp. Vừa nói, anh vừa cởi áo nhảy xuống hồ cứu con chó. Dương Bách Xuyên nhảy ào xuống nước, bơi về phía chú chó. Chú chó săn lông vàng dễ thương nhìn thấy Dương Bách Xuyên bơi qua liền kêu lên một tiếng đáng thương. Dương Bách Xuyên nhìn vào chú chó con và nói, người khác là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng tao là anh hùng cứu chó, chờ một chút tao sẽ cứu mày. Dương Bách Xuyên vòng qua con chó đi đến bờ bèo nước, nơi này bèo nước mọc cao ngang người. Đưa tay vén cỏ ra, anh phát hiện sợi dây xích trên cổ con chó con bị mắc vào một gốc cây trên cây. Nắm lấy dây xích, Dương Bách Xuyên kéo thật mạnh, ngay lập tức cái gốc cây cứng cáp bằng ngón tay cái của anh đã bị nhổ lên. Nhưng vì tay anh đang đặt trên bèo nước dùng lực hơi mạnh nên cũng bị chảy xước, có máu chảy nhỏ giọt xuống nước tạo thành một bông hoa. Chú chó con thoát ra và bơi vào bờ. Nhìn thấy con chó đã thoát ra được, Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị lên bờ, tay anh bị đứt phải lên bờ để mua đồ sát trùng và băng bó vết thương. Nhưng khi anh chuẩn bị bơi thì thấy một ánh sáng lóe lên trong đám bèo nước. Theo bản năng anh nhìn sang, thấy một vệt màu xanh lá cây. Trong lòng tự hỏi. Không phải là bảo bối đó chứ. Gỡ bèo nước ra nhìn một cái, thì thấy có một vệt màu xanh lục trông giống như ngọc bích, một nửa lộ ra bên ngoài. Đưa tay ra đào bùn đất, cầm nó trong tay. Là đồ vật vô cùng tinh xảo, giống như bình thuốc, giống như ngọc bích nhưng cũng không phải ngọc bích. Màu xanh đậm và trong suốt, trên đó có những đường vân mờ ảo, trông rất huyền bí, nó khiến người ta vừa nhìn đã thích. Bình thuốc. Đồ cổ. Dương Bách Xuyên cầm trên tay nhìn một chút, trong lòng vui vẻ, thầm suy đoán xem nếu là đồ cổ thì giá bao nhiêu. Rất lâu sau đó anh nhìn thấy một tia sáng xanh phát ra từ chiếc lọ trên tay. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cảm thấy như bị điện giật, toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy một luồng không khí từ trên cao tràn xuống, theo cánh tay chui vào thân thể. À cái quái gì vậy? Anh kêu lên một tiếng, muốn vứt nó đi. Nhưng thật kỳ lạ, một cảnh tượng xuất hiện. Thứ màu xanh lục giống như lọ thuốc này dường như dính chặt vào tay anh, muốn vứt cũng không thể vứt được. Dương Bách Xuyên sợ đến nỗi tái xanh mặt mũi. Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể anh co giật,
trong tích tắc liền mất đi trực giác, không có ý thức từ từ chìm xuống. Cùng lúc đó ở phía bên kia hồ có một người phụ nữ mặc bộ đồ thể thao màu trắng nhìn thấy cảnh này liền nhanh chóng cởi áo khoác nhảy xuống hồ rồi bơi về phía Dương Bách Xuyên. Hôm nay Triệu Nam cảm thấy rất chán nản, ban đầu là muốn dắt chó đến công viên tản bộ, trong khi cô đang nhận một cuộc điện thoại thì chú chó đã không thấy tăm hơi. Tìm tới tìm lui thì cũng thấy chú chó của mình đang giãy giụa trong hồ nước, đang chuẩn bị xuống nước thì thấy phía đối diện có một thanh niên nhảy xuống hồ cứu chú chó đưa lên bờ. Ban đầu định đợi nam thanh niên lên để cảm ơn anh ta, nhưng trong nháy mắt cô nhìn thấy người thanh niên cứu con chó đột nhiên vùng vẫy và từ từ chìm xuống dưới nước. Lần này Triệu Nam cũng bị sốc, vội vàng nhảy xuống nước để cứu người. Trong lúc mơ mơ màng màng, Dương Bách Xuyên đã nằm mơ thấy một ông già với bộ râu bạc trắng, phong thái tiên nhân toát ra từ cốt khí, người tự xưng là thập nhị kiếp tán tiên, là cái gì mà thế giới tu chân thiên tà chí tôn. Ông nói rằng ông là nguyên thần bị mắc kẹt trong bình càn khôn, may mắn khi hôm nay Dương Bách Xuyên phát hiện ra bình càn khôn, nếu không thì không biết ông phải ở trong cái bình đó bao lâu nữa. Coi như báo đáp ân tình nên thiên tà chí tôn đã nhận Dương Bách Xuyên làm đồ đệ, truyền thụ pháp môn vô thượng tu chân, nếu tu luyện thành công có thể lên bay lên trời, chui xuống đất, trường sinh bất tử. Về vấn đề này, Dương Bách Xuyên hỏi, tu luyện có thể làm ra cơm ăn không? Có thể kiếm tiền không? Có thể tán gái không? Sau khi hỏi vài câu như vậy, Dương Bách Xuyên thấy mặt ông lão tím tái, sắc mặt càng ngày càng đen xì. Ngay sau đó, ông lão kìm nén một lúc lâu rồi gầm lên một tiếng, biến đi. Em mờ thanh đó giống như sấm sét, khiến Dương Bách Xuyên run rẩy toàn thân. Một lúc sau anh liền tỉnh lại. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy, Dương Bách Xuyên phát hiện ra rằng mình đang bị ai đó quấy rối tình dục. Một khuôn mặt thanh tú xuất hiện trong tầm mắt anh, Dương Bách Xuyên thề, khuôn mặt này chắc chắn là khuôn mặt đẹp nhất mà anh từng thấy, đẹp hơn cả hoa khôi học đường, thậm chí hơn cả một minh tinh màn bạc quốc dân nào đó. Đôi môi ẩm ướt dán vào môi anh, một cảm giác kinh ngạc chưa từng thấy lan khắp cơ thể, toàn thân anh như bị điện giật, thật là tuyệt vời. Lúc này bên tai anh truyền đến một giọng nói từ tính, giống như âm thanh từ thiên nhiên, anh tỉnh rồi sao? Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên hiểu ra, thật ra không phải nữ thần đang quấy rối anh, mà là người ta đang hô hấp nhân tạo cho anh. Không cần hỏi thì anh cũng biết, khi tìm thấy bình càn khôn ở trong nước thì toàn thân anh liền mất đi ý thức, là nữ thần trước mặt đã cứu anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn cô gái đẹp như tranh vẽ trước mặt, Dương Bách Xuyên có chút thất thần, sau khi định thần lại thì lúng túng cười nói, tôi là Dương Bách Xuyên, cảm ơn cô đã cứu tôi. Triệu Nam khẽ mỉm cười nói, tôi tên Triệu Nam, là chủ của chú chó nhỏ mà anh đã cứu, là tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Vốn dĩ đang chờ anh lên bờ để nói lời cảm ơn nhưng không ngờ tới anh lại từ từ chìm xuống. Cũng may tôi cũng biết bơi, nếu không hôm nay anh xong đời rồi. Đúng rồi, anh cảm thấy trong người thế nào, có cần đi bệnh viện không? Sau khi nghe Triệu Nam nói câu này Dương Bách Xuyên cũng định thần lại, con chó suýt bị chết chìm là của cô ấy. Không thể không nói đây là một loại duyên phận. Còn anh bây giờ cảm thấy thế nào? Dương Bách Xuyên thấy rằng trạng thái của mình tốt hơn bao giờ hết, anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, nhưng đồng thời anh cũng sợ và tự hỏi làm thế nào mà khi anh ta cầm vào thứ trông giống như một bình thuốc lại có cảm giác như bị điện giật, thật kỳ lạ. Có vẻ như nó dính chặt vào trong lòng bàn tay vậy, muốn vứt cũng không vứt được, nhưng không sao, bây giờ nó đã biến mất. Có lẽ là lúc hôn mê đã làm rơi xuống đáy hồ. Nhìn thấy sự quan tâm của Triệu Nam, Dương Bách Xuyên hơi đỏ mặt nói, tôi không sao, không cần đến bệnh viện, cảm ơn cô. Không sao thì tốt, đây là áo khoác của anh, mau mặc vào không cảm lạnh. Trong lúc nói chuyện, cô đã tìm thấy áo của Dương Bách Xuyên. Khi nhận áo khoác, tay của Dương Bách Xuyên chạm vào tay của Triệu Nam, cảm giác rất tinh tế và mịn màng khiến tâm trí anh chao đảo. Anh và bạn gái chỉ mới yêu nhau, cũng chưa mất nụ hôn đầu. Hôm nay Triệu Nam hô hấp nhân tạo cho anh thì coi như nụ hôn đầu đi tiêu rồi, mặt Dương Bách Xuyên càng đỏ hơn, nói cảm ơn một tiếng rồi mặc rồi áo khoác vào. Lúc này, một giọng mỉa mai sắc bén vang lên, được lắm, Dương Bách Xuyên, tôi đã biết anh là người không đáng tin cậy, quả nhiên anh là kẻ bắt cá hai tay, lị lị, bây giờ cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi nữa. Ngay khi Dương Bách Xuyên quay đầu lại thì thấy bạn gái và bạn của cô ta đứng cách đó không xa đang dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn anh.
Mở miệng nói chuyện chính là cô nhỏ của bạn gái, tên là Hoàng Thanh, tuổi xấp xỉ bạn gái anh, cũng là người giới thiệu Lị Lị tới thực tập ở công ty nước ngoài kia. Dương Bách Xuyên không ngờ buổi hẹn ngày hôm nay bạn gái lại dẫn theo cô nhỏ này tới cùng. Nhìn thấy sắc mặt hai người có chút u ám, anh biết bọn họ đang hiểu lầm. Có thể là do họ nhìn thấy anh được Triệu Nam hô hấp nhân tạo, bởi vậy nên anh vội vàng muốn giải thích, Lị Lị, em nghe anh nói, anh vừa mới cứu một chú. Lời còn chưa nói hết, Hoàng Thanh đã dùng giọng điệu nghiêm nghị chen vào, còn có cái gì để giải thích. Anh cũng chỉ là một thằng nhóc nông thôn nghèo, từ nhỏ đã không cha không mẹ, còn có một bà nội bệnh tật quấn thân cộng thêm một em gái mới đang học cấp 2. Nghe nói dạo gần đây anh thường tới quán ba làm thêm buổi tối kiếm tiền sinh hoạt. Chỉ bằng cái bộ dạng này của anh cũng đòi đem lại hạnh phúc cho Lị Lị. Dương Bách Xuyên, hôm nay tôi đưa Lị Lị tới chính là để chia tay với anh. Nói thật cho anh biết, tháng sau Lị Lị sẽ kết hôn, bạn trai chính là chủ của công ty cô ấy đang làm. Về sau anh đừng làm phiền cô ấy nữa. Anh một kẻ nông thôn nghèo kiết xác không xứng. Hoàng Thanh một hơi nói xong, bạn gái anh cũng tiến lên một bước, mặt không đổi sắc nhìn Dương Bách Xuyên nói, vốn còn có chút áy náy với anh, nhưng xem ra bây giờ chúng ta đều đã tìm được hạnh phúc khác của mình, tôi thật lòng mừng cho anh. Ngày 10 tháng sau tôi sẽ cử hành hôn lễ, hy vọng anh có thể tới tham dự. Cô ấy nói xong thì lập tức nhét một tấm thiệp đỏ chót vào tay Dương Bách Xuyên, ánh mắt khẽ đảo qua Triệu Nam một cái. Triệu Nam vội vàng nói, tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm rồi. Không có hiểu lầm gì cả, cô nhỏ, đi thôi. Căn bản là không cho người khác có cơ hội giải thích, lời vừa nói xong đã vội vã kéo người rời đi. Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng hiểu rõ. Hôm nay Lị Lị hẹn gặp anh ta không phải là để hẹn hò, mà là tới nói ra lời chia tay. Chia tay thì chia tay, ấy vậy mà còn mang theo cả thư mời đám cưới tới nữa. Mới nửa năm không gặp, cô ấy lại tặng cho Dương Bách Xuyên một cái sừng to đến như vậy. Sau cùng anh cũng đã hiểu, cho nên cũng không lên tiếng giải thích nữa. Rõ ràng là do người ta đã sớm có dự định, nếu đã vậy nói thêm cũng chỉ là phí lời. Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, Dương Bách Xuyên nắm chặt hai tay, nội tâm tràn ngập phẫn nộ, lồng ngực bởi vì tức giận mà phập phồng. Những lời khi nãy của bạn gái và cô nhỏ của cô ấy cứ mãi quanh quẩn ở trong đầu. Nói cho cùng vẫn là ghét bỏ xuất thân nông thôn bần hàn của anh ta. Người ta thường nói, tình yêu thuở học trò chỉ có 10% là có thể thành đôi, trước kia Dương Bách Xuyên hoàn toàn không tin, nhưng bây giờ anh lại tin là đúng. Khi xưa trong trường thì thề non hẹn biển, ra khỏi cánh cửa trường học lại là một cuộc sống xa hoa khác biệt. Con người khi bước chân vào xã hội lòng dạ cũng dần thay đổi. Đúng lúc này, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý tứ xin lỗi của Triệu Nam cất lên, là lỗi của tôi, khiến bạn gái anh hiểu lầm thành như vậy. Dương Bách Xuyên cười một tiếng tự giễu, ha ha, chuyện này không liên quan gì tới cô, người ta là đã có chuẩn bị mới tới. Tôi không sao đâu, cô đi đi, tôi muốn ở một mình. Giờ phút này nội tâm anh ta đã vô cùng tồi tệ, chỉ có thể cười nói lời khách khí với Triệu Nam. Triệu Nam cũng nhìn thấy tâm trạng của anh quả thực không được tốt, nhưng cô vẫn lên tiếng nói chuyện, bạn gái anh cũng vừa mới nói đó, bản thân anh sẽ tìm được người mang cho anh hạnh phúc. Xuất thân không có gì sai, nghèo khó cũng không sao cả, quan trọng là anh có dám đánh liều hay không. Đây là danh thiếp của tôi, ngày khác tôi mời anh ăn cơm. Hẹn gặp lại. Gặp lại, Dương Bách Xuyên hoàn hồn, bỏ qua sự kinh ngạc mà vươn tay nhận lấy danh thiếp của Triệu Nam. Sau lại tiện tay nhét nó vào trong túi quần. Anh một thân một mình ngồi bất động giữa công viên, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống. Nhìn tấm thiệp đỏ chót trong tay, gân xanh nổi lên, không kiềm được mà đưa tay muốn ném nó vào trong hồ. Đột nhiên, một giọng nói già nua cũ kỹ chợt vang lên bên trong đại não của anh, tiểu tử, không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Lại nói, không phải chỉ là một hôn lễ thôi sao? Nàng ta ghét bỏ ngươi nghèo túng bần hàn. Người có thể dùng tiền tài nhiều gấp 10 gấp trăm tới để chứng minh bản thân mình. Ta mà là ngươi, một tháng sau ta sẽ cầm thiệp mời này mà xuất hiện giữa đám cưới. Dương Bách Xuyên dám khẳng định, xung quanh chòi nghỉ mát này một nửa bóng ma cũng không có. Cho nên lúc âm thanh nói chuyện này cất lên, anh liền giật mình đánh thót. Ai, ai đang nói chuyện, Dương Bách Xuyên hô to. Đừng gọi nữa, lão Tôn đang ở trên thân thể ngươi. Khi nãy chúng ta vừa gặp mặt. Nhanh như vậy ngươi đã quên rồi sao? M Thanh già nua lại lần nữa cất lên.
Từ trong giọng nói ấy anh mới biết cái âm thanh này đang ở trên người mình, lông tơ trên người Dương Bách Xuyên bị dọa cho dựng đứng, ông là quỷ. Tại sao lại chạy tới trên người tôi? Tiểu tử thối, lúc trước không phải ta đã nói rồi sao? Bản tôn là Tán Tiên, đến từ thế giới tu chân thập nhị kiếp Tán Tiên, ngươi xem cánh tay trái của ngươi một chút liền biết ta là ai. Thanh âm giận dữ như muốn giống lên. Dương Bách Xuyên nửa tin nửa ngờ kéo tay áo bên trái lên, một hình ảnh sinh động như thật đang xuất hiện lù lù trên cánh tay anh. Anh ngàn vạn lần khẳng định, bản thân tuyệt đối chưa từng xăm hình. Hơn nữa có xăm cũng sẽ không chọn hình dạng một lọ thuốc hít xăm lên cánh tay mình như vậy. Nhìn thấy những đường vân in trên lọ thuốc hít, đại não Dương Bách Xuyên chợt lóe. Anh nhớ ra rồi, cái lọ thuốc hít in trên cánh tay này chính là lọ thuốc lúc trước anh đào ra từ trong đám rong bèo bùn đất. Cuối cùng anh cũng nhớ ra, cái này chính xác không phải là lọ thuốc hít, mà phải gọi là bình càn khôn. Bên trong là một kẻ tự xưng là nguyên thần đến từ thế giới tu chân thập nhị kiếp Tán Tiên, cũng là kẻ đã hiện ra trong giấc mơ lúc anh ta rơi xuống nước. Nói như vậy, cái giấc mơ kia là sự thật. Dương Bách Xuyên ngơ ngác nhìn hình vẽ như thật trên cánh tay mình, trong lòng vẫn khó có thể tin. Trên đời này thật sự có thần tiên tồn tại. Nửa ngày sau, Dương Bách Xuyên mới hỏi thử, ông là người chân tiên. Bản tôn đường đường là người đứng đầu Tán Tiên sao lại lừa ngươi? Trước lúc ngươi và Bình Càn Khôn lấy máu nhận chủ ở trong hồ, bản tôn đã dùng nguyên thần chi lực giúp ngươi thanh tẩy cơ thể. Không tin ngươi dùng tai và mắt thử xem. Kẻ già tự xưng là người đứng đầu Tán Tiên cao ngạo nói. Dương Bách Xuyên bán tín bán nghi, tập trung tinh lực nhìn về phía bên kia hồ. Ngay giây sau, cả người anh đột nhiên chấn động. Anh nhìn đến rõ ràng đường vân trên từng chiếc lá, thấy cả những con kiến nhỏ đang âm thầm chuyển nhà, còn nghe được cả tiếng muỗi kêu vo ve. Mà rõ ràng bây giờ trời đã tối, hơn nữa nơi đối diện kia cách chỗ anh ta ngồi ít nhất cũng khoảng 400 mét. Tất cả điều này nói cho anh biết đây là sự thật. Dương Bách Xuyên anh đúng là vận cứt chó. Cứu một con chó nhỏ lại thuận tay nhặt được bình tốt, bên trong cái bình còn có một vị tiên nhân hàng thật giá thật, cải thiện cả thể chất cho anh cũng là thật. Tuyệt đối không phải chuyện mà người thường hay gặp phải. Dương Bách Xuyên xoay người đi tới bên cạnh khối đá to ở phía sau xem xét một chút, anh duỗi tay, dùng một chút lực, lập tức nhấc bổng cả khối đá nặng 300-400 cân. Buông khối đá vài trăm cân xuống, anh kích động tới nỗi cả người run rẩy. Từ nay về sau bên người anh luôn có một vị tiên nhân đi theo, còn có chuyện gì mà anh không thể làm cơ chứ? Tiền bối, quả nhiên ông không lừa tôi, đây toàn bộ là sự thật. Dương Bách Xuyên tự nói một tiếng. Từ nay về sau gọi ta là sư phụ đi, thiên tà chí tôn ta tung hoành ở thế giới tu chân đã mấy vạn năm, không khai tông lập phái, chỉ thu 3 đệ tử không hơn không kém. Ngươi làm đệ tử cuối cùng của ta đi, ở thế giới này, ngươi có nguyện vọng gì vi sư sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành. Đã bước vào thế giới tu chân, tiền tài nữ nhân sẽ giống như mây bay. Đương nhiên đợi tới ngày ngươi ở thế giới này tu luyện thành công, có thể xưng hùng xưng bá, khi ấy ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. Trong vòng một tháng này, vi sư sẽ truyền thừa cho ngươi phương pháp tu chân cơ bản. Cũng giúp ngươi trong buổi lễ kết hôn của người phụ nữ kia tìm lại mặt mũi. Đồ đệ của thiên tà chí tôn ta mà lại để cho một người phụ nữ coi thường sao? Về sau vi sư sẽ truyền thừa cho ngươi công pháp tu chân vô thượng và cả kiến thức về tu chân. Sau này cần tu luyện thêm, không được chậm trễ. Ở trong mộng kia vi sư cũng từng nói với ngươi, ta hiện tại chỉ là một sợi nguyên thần, không thể rời khỏi bình càn khôn. Chỉ có thể đợi ngươi tu chân thành công, mới có thể mang vi sư trở lại thế giới tu chân, đúc lại tiên thể. Nói thẳng ra, sau này vi sư chỉ có thể chỉ điểm cho ngươi, chung quy vẫn cần ngươi tự thân nỗ lực. Nhưng mà, bình càn khôn chính là bảo vật quý giá lại thần bí dị thường, có thể mang tới cho ngươi nhiều điều tốt. Nhưng dĩ nhiên bản thân ngươi phải tăng tu vi, chính mình tự khám phá. Tiên thể của vi sư bị hủy diệt nhưng nguyên thần lại không bị tiêu tán, công lớn là do bình càn khôn này. Hiện giờ nó và ngươi đã lấy máu nhận chủ, cũng là có duyên với ngươi, ta cũng là nguyên thần tồn tại trong đó. Trước mắt bí mật của bình càn khôn ngươi chưa sử dụng được. Đợi tới khi ngươi tu luyện thành công thì dùng tới. Mong ngươi sau này chớ nên chậm chế việc tu luyện, cố gắng tìm hiểu phương thức tu chân mà vi sư lưu lại trong đầu ngươi, luyện thành đối với ngươi là việc vô cùng tốt. Vừa nãy thanh tẩy cơ thể cho ngươi quả thực tốn không ít nguyên thần chi lực của ta. Ta muốn đi ngủ,
không gặp phải việc liên quan đến sống chết thì đừng làm phiền ta. Giọng nói già nua nhỏ dần rồi im bặt. Ngay lập tức, đầu Dương Bách Xuyên đau như búa bổ, bên trong não bộ xuất hiện một lượng tức khổng lồ. Anh đứng tại chỗ nhắm mắt quét qua một lượt, từ công pháp tu chân cho tới y thuật, bói toán, luyện đan, luyện khí trận vân vân, nhiều không thể đếm xuể. Những thứ này đòi hỏi anh phải từ từ nghiên cứu mới lĩnh hội được. Trừ công pháp càn khôn tạo hóa, những cái khác như y thuật bói toán, luyện đan luyện khí kỳ thực chất đều là phương thức tu chân cơ bản. Dựa vào cái tên thiên tà chí tôn kia, không đúng, hiện tại anh phải gọi là sư phụ, tuy rằng vị sư phụ này Dương Bách Xuyên anh chưa có đồng ý, nhưng thiên tà chí tôn lại tự mình tiến cử, anh tội gì mà không nhận. Có thể truyền thụ tiên thuật cho mình, Dương Bách Xuyên cũng không keo kiệt tới nỗi hai tiếng sư phụ cũng không gọi được. Nếu đúng như những gì sư phụ anh nói, sau này khi tu vi của anh trở nên lớn mạnh, ông ấy sẽ truyền thụ cho anh kiến thức tu chân thâm hậu. Dương Bách Xuyên cũng không tham, đại não anh vừa lướt tới y thuật, bản thân cảm thấy đến đây hẳn đã đủ để anh dùng cả đời. Quả thực có thể nói đây chính là thủ đoạn của người thành tiên. Có năng lực của thần tiên trong người, anh tin tưởng khi tham dự hôn lễ của bạn gái cũ, ha ha, anh nhất định sẽ tìm lại được mặt mũi, trả thù cho sự nhục nhã ngày hôm nay. Anh muốn Hoàng Thanh kia phải hối hận. Vào lúc Dương Bách Xuyên đang mải mê suy nghĩ, di động trong túi đột nhiên réo lên. Anh cầm điện thoại lên, vội vàng tiếp máy, Giám đốc Trương. Lời còn chưa nói hết, Giám đốc Trương bên kia điện thoại đã bắt đầu quát lớn, con mẹ nó cậu có muốn đi làm hay không? Đã mấy giờ rồi mà còn chưa vác xác tới? Cúp điện thoại, vẻ mặt Dương Bách Xuyên có chút chua xót, quay đi quay lại đã 9 giờ tối, sắp muộn giờ làm rồi, chỉ mong không bị trừ tiền. Dương Bách Xuyên sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó. Tiền học phí đại học đều là anh làm việc bán thời gian ở quán bar vào buổi tối kiếm được. 8 giờ 30 bắt đầu làm việc, bây giờ đã muộn nửa tiếng. Anh vội vàng ra khỏi công viên, cắn răng nghiến lợi đi đến quán bar. Mặc dù hiện tại anh đã được thập nhị kiếp tản tiên truyền thừa môn pháp, có thể nói rằng bất kỳ phương pháp tu luyện nào do lão tà dạy thì anh đều có thể học được một cách nhanh chóng. Trước mắt anh còn chưa tu luyện nhưng sau khi được thanh tẩy bằng nguyên thần của lão tà thì cơ thể anh đã khỏe hơn so với người thường một chút. Anh vẫn còn là một thân xác phàm tục, một sinh viên nghèo, vẫn phải tiếp tục công việc làm thêm. Vào đến quán bar, quản lý chỉ càm ràm mấy câu, cũng không có nói gì, chỉ bảo anh đi làm nhanh đi, cuối tuần rất đông khách. Sau khi Dương Bách Xuyên thay đồng phục, bắt đầu di chuyển các thùng hàng, giao đồ uống. Bận rộn đến 2 giờ sáng mới coi như là qua giờ cao điểm, lúc đó anh mới rảnh rỗi đi vào phòng vệ sinh. Khi ra khỏi phòng vệ sinh, anh nhìn thấy một người quen ở hành lang, nhìn một cái liền biết Liễu Linh Linh bị người ta bỏ thuốc. Nếu đổi lại là người khác thì anh sẽ nhắm một mắt mở một mắt mà đi qua, nhưng bây giờ trong lòng Dương Bách Xuyên xoắn suýt lại. Liễu Linh Linh là bạn cùng lớp, lại là hoa khôi của lớp. Giống như bao chàng trai khác. Dương Bách Xuyên cũng coi cô ấy như một nữ thần, mặc dù ngày thường cả hai rất ít nói chuyện nhưng dù sao cũng là bạn học cùng lớp. Mới vừa rồi hai tên thanh niên vừa nhìn thấy cô ấy liền bị hấp hồn, gọi cô ấy đến phục vụ, tự nhiên có thể đoán được kết quả phía sau. Sốt cuộc có quản hay không? Dương Bách Xuyên đấu tranh trong lòng. Anh suy nghĩ một chút, bây giờ sức mạnh của anh cũng hơn người thường, đối phó với hai tên côn đồ chắc cũng không thành vấn đề. Anh nghiến răng. Mẹ nó, đắc tội với bọn côn đồ trong xã hội thì sao? Ông đây không muốn bản thân phải hối hận, nếu anh không quản thì cuộc đời của Liễu Linh Linh sẽ đi đời nhà ma. Hơn nữa, anh cũng muốn thử xem, thân thể này khác gì so với người thường, chỉ là một thử nghiệm nhỏ, dù sao anh cũng có thể dễ dàng cầm một tảng đá mấy trăm cây gì thì đối phó với mấy tên côn đồ chắc cũng không khó lắm. Cởi đồng phục ra, Dương Bách Xuyên bước đến phòng bao và gõ cửa. Hồi lâu không có động tĩnh. Anh nghe thấy bên trong có tiếng nhạc đinh tai nhức óc, dứt khoát nâng chân lên đạp cửa. Oanh! Cú đá này mạnh đến mức cánh cửa cũng bị anh đạp tung ra. Cửa phòng bao bị Dương Bách Xuyên đá tung, nhưng tình cảnh bên trong khiến anh sững sờ trong giây lát. Bên trong không chỉ có hai thanh niên du côn mà là 6 người nữa. Tuy nhiên, không thấy Liễu Linh Linh đâu, anh thấy thấp thoáng bóng người trong phòng vệ sinh liền đoán được Liễu Linh Linh đã được đưa vào bên trong đó. Một đấu 6, số người vượt quá dự kiến của Dương Bách Xuyên một chút, nhưng đã lao vào thì anh sẽ không rút lui. Lúc này, âm nhạc cũng dừng lại, cả 6 người nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt không mấy thiện cảm,
một nam thanh niên tóc vàng nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên và quát, mày bị điên à? Mày là ai? Loại người này Dương Bách Xuyên đã gặp rất nhiều, không nhiều lời, anh liền vung chân đá tới, tao là chú của mày. Bang a, thanh niên tóc vàng bị Dương Bách Xuyên đá bay vào góc tường. Năm người còn lại cầm chai bia trên tay, ném về phía Dương Bách Xuyên. Bụp bụp, ahhh, chưa tới 30 giây thì 6 người đã gục trên mặt đất, miệng kêu gào thảm thiết. Giờ phút này Dương Bách Xuyên càng tin vào bản thân mình, anh phát hiện ra các giác quan của mình nhạy bén đến mức dọa người, đừng nói 6 tên côn đồ, 20 tên cũng không đủ cho anh đánh. Lạch cạch, quả nhiên Liễu Linh Linh đang ở trong nhà vệ sinh, lúc này cô ấy đang bị một tên thanh niên cởi áo ra, nhìn dáng vẻ như muốn giở trò đồi bại. Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, may mà có mặt kịp thời, nếu không Liễu Linh Linh xong đời rồi. Sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên khiến tên thanh niên có chút kinh hoàng. Mày là ai? Mày có biết ông đây là ai không? Mày đừng có xen vào chuyện của người khác. Nguyễn Văn Hạo đã bình tĩnh trở lại sau cơn hoảng loạn ban đầu. Cuối cùng thì hôm nay anh ta đã lừa được Liễu Linh Linh, mong ước sắp đạt được thì nửa đường lại nhảy đâu ra một trình rào kim. Nhà họ Nguyễn và nhà họ Liễu là đối tác làm ăn. Kể từ khi gặp Liễu Linh Linh 2 năm trước, anh ta đã bị mê hoặc đến nỗi thần hồn điên đảo. Đáng tiếc, Liễu Linh Linh lại không hề có cảm tình với anh ta. Mấy lần theo đuổi đều bị Liễu Linh Linh châm chọc khiến anh ta rất tức giận. Hôm nay, cuối cùng anh ta cũng tìm được cớ để lừa Liễu Linh Linh vào quán bar, bỏ thuốc cô và chuẩn bị làm chuyện mà anh ta muốn từ lâu. Dương Bách Xuyên không trả lời mà trực tiếp đá vào hạ bộ của Nguyễn Văn Hạo. À, sau khi Nguyễn Văn Hạo hét lên như lợn bị chọc tiết thì ngất xỉu. Nhặt quần áo trên đất đưa cho Liễu Linh Linh mặc vào, Dương Bách Xuyên bế cô bước ra ngoài. Anh nhìn ra được tên thanh niên có mưu đồ bất chính với Liễu Linh Linh này là người có tiền có quyền, quần áo mặc trên người cũng là hàng hiệu, tạm thời không nên dây vào, mục đích là cứu người, rời khỏi đây rồi nói sau. Ôm lấy Liễu Linh Linh đi ra khỏi quán ba bằng cửa sau, anh chạy một mạch đến con hẻm sau đó mới dừng lại để hít thở. Lúc này... Dương Bách Xuyên không ngờ Liễu Linh Linh đang ở trong ngực lại đưa tay ôm cổ anh, ánh mắt mê ly, bắt đầu hôn anh. Đôi môi mềm mại ẩm ướt khiến Dương Bách Xuyên si mê, nhưng trong lòng anh biết rõ đây chính là Xuân Dược phát huy tác dụng, không thể thừa dịp người khác gặp họa để làm trò đồi bại, nếu không thì anh cũng không khác gì tên thanh niên vừa rồi. Trong lòng lo được lo mất, anh đẩy Liễu Linh Linh ra, trong đầu nghĩ cách giải Xuân Dược, một lúc sau liền có cách. Dùng phương pháp điểm huyệt đấm bóp để bấm mấy huyệt trên người Liễu Linh Linh, giải phóng xuân dược trong cơ thể khiến cho cô tỉnh lại. Sau khi làm xong, thân nhiệt của Liễu Linh Linh trong vòng tay anh không còn nóng nữa, cô cũng không còn vặn vẹo rên rỉ, đôi mắt trở lại vẻ trấn tĩnh như trước. Nhưng Dương Bách Xuyên không ngờ rằng giây phút sau, Liễu Linh Linh không cảm ơn anh mà còn tặng anh một cái tát. Bốp! Là cậu, Dương Bách Xuyên, cậu đã làm gì tôi? Liễu Linh Linh đẩy Dương Bách Xuyên ra và gầm lên. Dương Bách Xuyên bị một cái tát của Liễu Linh Linh làm cho điêu đứng. Cứu người không nhận được một lời cảm ơn mà ngược lại còn bị ăn tát. Dương Bách Xuyên ngay lập tức trở nên tức giận, cậu có bị điên không? Nếu không có tôi thì cậu đã bị mọi người ta làm nhục rồi, hãy nghĩ kỹ xem cậu đã gặp ai trong quán bar. Sau khi bị Dương Bách Xuyên mắng, Liễu Linh Linh cũng định thần lại, cô chỉ nhớ là Nguyễn Văn Hạo đã rủ cô đi chơi. Anh ta đưa cho cô một ly nước trái cây, sau khi uống thì cô liền ngất xỉu. Vì nhà họ Nguyễn và nhà họ Liễu là đối tác làm ăn, bị Nguyễn Văn Hạo theo đuổi khiến Liễu Linh Linh cũng cảm thấy phiền. Cô muốn bảo Nguyễn Văn Hạo từ nay đừng làm phiền cô nữa nên đã đến quán bar để gặp mặt. Bây giờ nghĩ lại, Liễu Linh Linh mới nhận ra rằng chính tên khốn Nguyễn Văn Hạo đã bỏ thuốc cô. Về phần Dương Bách Xuyên, một bạn học khá trầm lặng trong lớp, cô nghe nói rằng cậu ta đang làm việc bán thời gian. Lúc này cô mới hiểu ra, chính Dương Bách Xuyên đã cứu mình. Sau khi suy nghĩ rõ ràng Liễu Linh Linh ngạc nhiên, Dương Bách Xuyên ngày thường luôn trầm lặng, hôm nay cậu ta không chỉ cứu mình mà còn mắng mình, khác hẳn Dương Bách Xuyên luôn trầm lặng trong lớp. Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm cậu, Liễu Linh Linh nói. Hừm, không cần, đừng coi tôi là kẻ phạm tội là được, tạm biệt. Dương Bách Xuyên nín giận, khịt mũi với Liễu Linh Linh rồi rời đi. Nhìn Dương Bách Xuyên xoay người rời đi, Liễu Linh Linh nghiến răng nghiến lợi, cô tự hỏi liệu sức quyến rũ của mình đã bị giảm 30% hay sao? Đường đường là hoa khôi của lớp mà lại bị tiểu tử này coi thường,
cho dù đó chỉ là hiểu lầm tát cậu ta một cái thì cũng không cần phải bỏ đi như vậy chứ. Thấy xung quanh yên tĩnh không có ai, mới sáng sớm bắt taxi rất khó, Liễu Linh Linh có chút sợ hãi. Dương Bách Xuyên, đợi một chút cô dậm chân, nhanh chóng đuổi theo. Dương Bách Xuyên giận dữ nói, cậu đi theo tôi làm gì? Trở về trường học đi. Tôi sợ, Liễu Linh Linh yếu ớt nói. Làm ơn, trường học không xa, đi bộ 10 phút là tới, tôi sống ở ngoài, cậu tự về đi. Bởi vì anh làm việc bán thời gian trong quán bar vào buổi tối, để thuận tiện, Dương Bách Xuyên thuê một phòng đơn nhỏ bên ngoài. Gần 3 giờ sáng, cổng trường đã đóng từ lâu. Dương Bách Xuyên, cậu có thể đưa tôi đến khách sạn thuê phòng không? Liễu Linh Linh mặt đỏ bừng nói. Đùa gì vậy? Dương Bách Xuyên tròn mắt, anh không ngờ Liễu Linh Linh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhìn vẻ mặt không thể tin được của Dương Bách Xuyên, Liễu Linh Linh biết Dương Bách Xuyên đã hiểu lầm, cô tự trách mình sao không nói rõ ràng, trừng mắt nói, Dương Bách Xuyên, cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi, ý tôi là, tôi không mang thẻ căn cước, cậu đưa tôi đến khách sạn dùng thẻ căn cước của cậu để thuê phòng. Nói xong lại bổ sung, dĩ nhiên là thuê phòng xong thì cậu đi về. Dương Bách Xuyên hơi thất vọng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa hiểu lầm Liễu Linh Linh là loại con gái tùy tiện. Sau khi nghe cô giải thích, anh mới thốt lên, cậu hù chết tôi rồi, nhưng tôi không mang thẻ căn cước. Hay là tôi cùng cậu đi về lấy, cậu không về trường học thì cũng không thể để tôi ngủ ngoài đường chứ. Liễu Linh Linh đáng thương nói. Phiền phức, đi theo tôi. Dương Bách Xuyên nói xong cũng rời đi. Hôm nay Liễu Linh Linh được mở mang tầm mắt, cậu bạn học trầm tính ngày thường trở nên cứng rắn từ khi nào vậy? Chẳng lẽ sức hấp dẫn của cô tệ đến vậy sao? Hay là Dương Bách Xuyên không có hứng thú với phụ nữ? Não bộ Liễu Linh Linh rộng mở, trong đầu vừa nghĩ như vậy liền đuổi theo Dương Bách Xuyên, trời tối quá, cô sợ bóng tối. Nhưng chưa bước được vài bước, Liễu Linh Linh đã cảm thấy chóng mặt, đó có thể là một tác dụng phụ của thuốc. Nhìn bóng dáng mờ ảo của Dương Bách Xuyên trước mặt, Liễu Linh Linh giận dữ nói, Dương Bách Xuyên, đợi một chút. Cậu lại bị sao vậy? Dương Bách Xuyên ăn một bạt tai của Liễu Linh Linh, bây giờ mặt vẫn còn nóng hừng hực, ngữ điệu có chút bực bội. Được nuông chiều từ nhỏ, là hòn ngọc quý trong tay ba mẹ, chưa ai dám mắng cô. Ở trường cũng là hoa khôi của lớp và hoa khôi của trường, đi đến đâu cũng có người ngoái đầu lại nhìn, làm gì có chàng trai nào dám quát cô như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của Dương Bách Xuyên, Liễu Linh Linh cảm thấy đau lòng và muốn khóc, nước mắt ở hốc mắt từ từ chảy ra, bộc phát tính đại tiểu thư mà hét lên, Dương Bách Xuyên, tôi chóng mặt quá, sao cậu không đỡ tôi chứ? Con trai không thích nhìn con gái rơi nước mắt, Dương Bách Xuyên cũng giống như vậy, thấy dáng vẻ đáng thương của Liễu Linh Linh thì tức giận trong lòng anh liền vơi bớt một nửa. Được rồi, coi như tôi nợ cậu, anh lẩm bẩm một câu sau đó đi tới đỡ Liễu Linh Linh. Anh biết sau khi uống phải loại thuốc kia thì cơ thể sẽ bị suy nhược. Dương Bách Xuyên muốn đỡ tay cô, nhưng không ngờ tới cánh tay Liễu Linh Linh lại trực tiếp khoác lên vai anh. Phương thức này đối với Dương Bách Xuyên mà nói chính là hành hạ. Tôi nói này, cậu không thể nắm tay tôi sao? Một đứa con gái như tôi còn không sợ thì một thằng con trai như cậu sợ cái gì? Liễu Linh Linh thấy dáng vẻ đỏ mặt mắc cỡ của Dương Bách Xuyên thì trong lòng vui vẻ, cô không nghĩ tới Dương Bách Xuyên còn bảo thủ như vậy. Hai tay buông thõng, lẽ ra lúc này anh phải một tay nắm tay cô, một tay đỡ cô mới đúng. Nhưng nhìn dáng vẻ sợ như sợ hổ của Dương Bách Xuyên hình như đang chê cô, đụng vào cô sẽ làm bẩn tay anh vậy. Điều này khiến Liễu Linh Linh vừa buồn vừa giận. Nào ngờ Dương Bách Xuyên buông thõng hai tay, đi bộ khó chịu sắp chết rồi, anh thực sự không dám đụng vào Liễu Linh Linh. Cậu không sợ tôi chiếm tiện nghi của cậu sao? Dương Bách Xuyên cười hắc hắc nói. Chiếm tiện nghi sao, coi như bà cô đã nhìn thấu cậu rồi, cậu không có hứng thú với phụ nữ, nói cho tôi biết, có phải cậu thích đàn ông không? Vẻ mặt Liễu Linh Linh rất kỳ quái. Dương Bách Xuyên giận tím mặt. Được được được, tôi hiểu rồi, cậu không cần nói nữa. Liễu Linh Linh thấy sắc mặt khó coi của Dương Bách Xuyên còn tưởng rằng chọc vào chỗ đau của anh nên không để cho Dương Bách Xuyên lên tiếng đã vội vàng cất lời. Có 1000 con quạ đen bay qua đầu Dương Bách Xuyên. Anh dứt khoát không cùng đối phương nói chuyện nữa, lúc này liền đỡ eo Liễu Linh Linh rủi cô đi. Cậu cho tôi cơ hội như vậy tôi lại bỏ qua thì tiếc quá, có tiện nghi mà không chiếm là ngu xuẩn. Trong lòng Dương Bách Xuyên xấu xa nghĩ. Mà Liễu Linh Linh đúng là đã coi Dương Bách Xuyên như một chàng trai không gần nữ sắc rồi.
Mười mấy phút sau hai người đã tới chỗ ở của Dương Bách Xuyên. Đoạn đường này Dương Bách Xuyên ăn no đậu hũ mà Liễu Linh Linh lại hồn nhiên không cảm giác gì, coi anh như một người không gần nữ sắc. Cậu ở dưới lầu chờ tôi lên lấy thẻ căn cước. Sau khi đến dưới lầu, Dương Bách Xuyên buông Liễu Linh Linh ra và nói. Liễu Linh Linh thấy nơi này là một con hẻm sâu, tối tăm mịt mù, cũng không dám đợi ở đây một mình. Tôi đi cùng cậu. Cô ấy đã coi Dương Bách Xuyên như một người chị em, đi theo lên lầu và không sợ anh sẽ làm gì cô. Được rồi, đi thôi. Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều. Phòng anh thuê ở trong một tòa nhà 6 tầng, có các phòng đơn từ 40 đến 50 mét vuông, có phòng tắm và bếp riêng. Gần đây có một số trường đại học, phòng ở đây chủ yếu là cho sinh viên thuê nên giá phòng cũng không quá đắt. Phòng của Dương Bách Xuyên ở tầng 3, sau khi lêu lầu thì mở đèn. Liễu Linh Linh quan sát căn phòng một chút, cô cứ nghĩ phòng con trai sẽ rất bừa bộn nhưng không ngờ lại rất sạch sẽ và ngăn nắp, có một cái giường, một chiếc ghế sofa lớn, một bàn máy tính, trên bàn có rất nhiều sách được sắp xếp một cánh chỉnh tề, còn gọn gàng hơn phòng con gái. Điều này khiến Liễu Linh Linh càng chắc chắn rằng Dương Bách Xuyên là gay, làm gì có chàng trai nào không cậu thả chứ. Nghĩ như vậy trong lòng cô liền yên tâm hơn nhiều. Cậu ngồi đây nhé, tôi vào nhà vệ sinh một chút. Dương Bách Xuyên tùy ý nói một tiếng sau đó liền chiêu vào phòng vệ sinh. Mà Liễu Linh Linh yếu ớt nằm trên giường của Dương Bách Xuyên. Vài phút sau, Dương Bách Xuyên ra khỏi phòng và nhìn thấy Liễu Linh Linh thực sự đã ngủ trên giường của mình. Này Liễu Linh Linh dậy đi. Gì, cũng 3-4 giờ sáng rồi, tôi ngủ lại ở đây một đêm, trời sáng liền đi. Liễu Linh Linh buồn ngủ nói. Cậu ngủ trên giường của tôi thì tôi ngủ ở đâu? Dương Bách Xuyên tròn mắt. Còn có một cô gái như vậy sao? Cậu ta không sợ mình sẽ làm gì cậu ta hay sao? Trời ơi, không phải ghế sofa sao, cậu ngủ tạm ở đó đi, đừng làm phiền tôi, ngày mai tôi sẽ mời cậu đi ăn tối. Liễu Linh Linh trực tiếp rụt đầu vào chăn bông. Không phải. Dương Bách Xuyên hoàn toàn không nói nên lời. Thấy Liễu Linh Linh vô liêm sỉ như vậy đã hoàn toàn xóa bỏ hình tượng hoa khôi lạnh lùng thường ngày trong tâm trí anh. Giường đã bị Liễu Linh Linh chiếm giữ nên Dương Bách Xuyên chỉ có thể đi đến ghế sofa. Không động tâm với mỹ nữ trên giường sao? Sao có thể, anh là đàn ông bình thường, lại càng không phải thánh nhân. Nhưng hôm nay Liễu Linh Linh bị người ta bỏ thuốc nên ảnh hưởng đến đầu óc phán đoán, thần trí mơ hồ. Vậy nên Dương Bách Xuyên sẽ không thừa dịp người gặp nguy mà chiếm tiện nghi. Dù sao thì nằm trên sofa cũng không ngủ được nên anh liền nhắm mắt tiêu hóa những kiến thức tu chân mà hôm nay sư phụ đã truyền dạy. Bình minh ngày hôm sau, khi một tia nắng từ phía đông chiếu vào mặt anh, Dương Bách Xuyên mở mắt, kích động đến nỗi cả người phát run. Đêm qua anh đã tiêu hóa kiến thức tu chân mà sư phụ truyền dạy. Thật sự giống như nhặt được một bảo bối. Đầu tiên, tu luyện có các cảnh giới cấp bậc, theo thông tin mà sư phụ dạy. Trên lý thuyết thì vạn vật trên thế gian đều có thể tu luyện. Tu luyện được gọi chung là tu chân, tu luyện bản tính. Cảnh giới tu luyện của người tu chân bắt đầu từ thời kỳ nhập môn luyện khí, tổng cộng có 9 tầng, tầng 1 thấp nhất đến tầng 9 cao nhất, cảnh giới này chủ yếu là hấp thụ linh lực của trời đất vào trong cơ thể, rèn luyện gân cốt, mỗi lần tăng một tầng thì thực lực của bản thân sẽ trở nên mạnh hơn, sau khi đột phá chính là cảnh giới tiếp theo, giai đoạn xây dựng nền tảng. Ngoài ra, đêm qua Dương Bách Xuyên đã đọc tất cả thông tin về y thuật và luyện đan. Sau khi học xong anh có cảm giác rằng mình đã học được y thuật thần tiên trên thế giới này, bởi vì những gì sư phụ dạy không phải là một y thuật bình thường, mà chính là tiên thuật, thần thuật. Tất nhiên, nhiều kỹ năng y thuật phải kết hợp với chân khí, nếu không thì không cách nào xem bệnh. Khi có chân khí trong cơ thể, Dương Bách Xuyên cảm thấy rằng với kỹ năng y học trong đầu của mình thì bệnh ung thư cũng có thể chữa khỏi. Hôm nay thứ hai nên phải lên lớp học, Dương Bách Xuyên chuẩn bị gào thét Liễu Linh Linh còn đang ngủ say dậy để cùng nhau đến trường. Anh bước tới kêu 3 tiếng cũng có động tĩnh gì, cô vẫn đang inh ỏi vùi đầu vào chăn bông. Gọi 3 tiếng cũng không tỉnh, Dương Bách Xuyên kéo chăn. Khoảnh khắc tiếp theo, mắt anh mở to, mẹ nó, mình nhớ rằng tối qua cậu ta mặc quần áo đi ngủ cơ mà, đây là... Dương Bách Xuyên anh dám thề với bóng đèn là anh không cố ý. Anh cũng không ngờ được Liễu Linh Linh lại cởi quần áo khi ngủ. Trước mắt là cô gái mặc bộ nội y màu đỏ, sáng sớm vốn là hỏa khí thịnh vượng, thấy cảnh này anh ngay lập tức cảm thấy mũi mình bắt đầu nóng lên.
Cổ họng cũng bốc khói, anh nuốt nước bọt, vội vàng chuẩn bị đắp chăn bông cho Liễu Linh Linh, coi như không thấy gì là cách an toàn nhất. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, lo cái gì thì cái đó sẽ tới, Liễu Linh Linh bị gọi ba lần không dậy thì lúc này lại mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, mặt Dương Bách Xuyên lúng túng, tôi nói đây là hiểu lầm thì cậu có tin không? Giây tiếp theo chính là Liễu Linh Linh hét lên, a. Dương Bách Xuyên ngay lập tức nhanh chân chạy, lúc sắp đi anh hét lớn, tôi nói chuyện này là hiểu lầm, cậu tin hay không thì tùy, tôi sẽ đợi cậu ở dưới lầu. Phanh! Lời vừa dứt thì cửa phòng cũng bị Dương Bách Xuyên đóng sầm lại. Trong phòng, Liễu Linh Linh kéo chăn bông từ trên mặt đất lên, nhìn ra cửa, đột nhiên phá lên cười. Ở dưới lầu, tâm trí của Dương Bách Xuyên chỉ toàn hình ảnh chiếc chăn bông của Liễu Linh Linh vừa mở ra, toàn thân anh nóng bừng. Lúc này, anh như một người có tật giật mình, tim anh đập loạn nhịp, nhưng ngược lại suy nghĩ một chút, có gì đó không đúng. Rõ ràng là đêm qua Liễu Linh Linh đã chiếm đoạt giường của anh, hại anh ngồi trên ghế sofa một đêm, lúc đó anh cũng thấy cô mặc quần áo đi ngủ mà. Mình cũng không cố ý nhìn, chột dạ cái gì, đúng vậy, không cần phải chột dạ. Dương Bách Xuyên lầm bầm lầu bầu, nhưng cậu ta cũng có điện nước đầy đủ đấy chứ, hắc hắc. Dương Bách Xuyên, vừa rồi cậu đã nhìn thấy gì? Giọng của Liễu Linh Linh vang lên từ phía sau, anh không biết cô đã xuống từ lúc nào. Đồ lót cơ hồ là theo bản năng, Dương Bách Xuyên buột miệng, nhưng ngay khi lời vừa nói ra thì anh liền biết mọi chuyện sẽ rất tệ. Quả nhiên, khi quay đầu lại liền thấy Liễu Linh Linh mặt đầy tức giận, tôi giết cậu. Một cái tát nữa ập đến, Dương Bách Xuyên vừa rồi đang mê man, không để ý cô đã xuống lầu, nhưng bây giờ, khi cái tát của Liễu Linh Linh ập đến, trong mắt Dương Bách Xuyên là một cảnh phim quay chậm, khoát tay một cái liền bắt được cổ tay cô. Liễu Linh Linh, Liễu Hoa Khôi của trường, tối hôm qua ông đây cứu cậu thì cậu lại trả cho ông đây một bạt tai, cái này cũng coi như không tính, cậu đừng có mà được voi đòi tiên, ngủ giường của ông đây thì ông đây nhìn cậu một cái thì đã làm sao. Cũng không mất miếng thịt nào. Còn nữa, ai biết cậu cởi quần áo khi ngủ, ông đây tốt bụng muốn gọi cậu dậy để đi học có biết không? Không phải cố ý nhìn cậu, cậu có hiểu không? Hung hăng buông cổ tay Liễu Linh Linh ra. Dương Bách Xuyên xoay người rời đi, động tí là lại đánh người. Liễu Linh Linh hoàn toàn choáng váng trước hàng loạt lời nói hung hăng của Dương Bách Xuyên, suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như, những gì cậu ta nói đều có lý. Chưa bao giờ người khác phái đối xử với cô như vậy. Vừa tức giận nhưng đồng thời trong lòng cô có cảm giác lạ, không thể diễn tả được. Và anh dường như, có vẻ như anh đã có phản ứng. Chờ đã. Cái này, chứng tỏ cậu ta cũng có hứng thú với phụ nữ Liễu Linh Linh đỏ mặt ngay lập tức. Tuy nhiên, nghĩ đến việc đêm qua Dương Bách Xuyên không xâm phạm cô, thật đúng là một kỳ tích. Trong nháy mắt tâm tình của cô liền tốt lên, nhìn Dương Bách Xuyên đã đi xa mà hét lên, thằng khốn Dương Bách Xuyên, đợi chút. Dương Bách Xuyên phớt lờ cô, bước đi không thèm ngoái lại. Anh ấy càng như thế thì Liễu Linh Linh càng muốn nói chuyện với anh. Dương Bách Xuyên. Cậu có phải gay hay không? Cậu mới là gay, cả nhà cậu đều là gay. Em gái cậu, em rể cậu. Hai người cãi nhau suốt chặng đường đi đến trường học. Liễu Linh Linh không chỉ là hoa khôi của lớp mà còn là hoa khôi của toàn trường. Đương nhiên, cô là nữ thần trong mắt nhiều chàng trai, cũng không thiếu người tỏ tình. Dương Bách Xuyên và cô sánh bước cùng nhau, còn cãi nhau với cô, nhìn như một đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình. Rất nhanh liền truyền khắp sân trường. Dương Bách Xuyên không ai biết đến, nhưng Liễu Linh Linh là nhân vật của công chúng. Gần như vào một buổi sáng, tin Liễu Linh Linh đang yêu một chàng trai nào đó đã được chụp ảnh và đăng tải trên diễn đàn của trường. Lần này coi như Dương Bách Xuyên bị rất nhiều người ghét. Hơn nữa lại rất nhanh chóng. Buổi trưa tan học, Dương Bách Xuyên đã bị chặn lại khi đang trên đường đến nhà ăn. Dương Bách Xuyên không lạ gì người đã chặn mình. Anh ta là sinh viên năm cuối khoa thể dục, là người có tầm ảnh hưởng Dư Thiệu Cương. Một cầu thủ bóng rổ thường được giới thiệu trên tạp chí của trường. Cậu có phải là Dương Bách Xuyên không? Dư Thiệu Cương cao khoảng 1,8m, so với vóc người chuẩn 1,78m của Dương Bách Xuyên còn cao hơn nửa cái đầu. Anh ta nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Dương Bách Xuyên nhìn sắc mặt của Dư Thiệu Cương liền biết mình đã gặp rắc rối. Nhưng anh không thể nhớ mình có thù oán gì với Dư Thiệu Cương, thậm chí là giao thiệp cũng không có.
Nhìn 4-5 người trong khoa thể dục đang trợn tròn mắt, Dương Bách Xuyên bình tĩnh nói, là tôi, cậu tìm tôi có việc gì không? Có một chuyện, mẹ mày, cách xa Liễu Linh Linh một chút. Cóc khẻ mà cũng muốn ăn thịt thiên Nga sao? Giọng của Dư Thiệu Cương vô cùng ngang tàng. Giờ thì Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra, hóa ra là họa do Liễu Linh Linh gây ra, cẩn thận suy nghĩ một chút cũng biết, buổi sáng anh và Liễu Linh Linh cùng đi đến trường học đã bị Dư Thiệu Cương nhìn thấy, sau đó anh ta đến đây chặn đường anh. Cảnh cáo cũng thôi đi, nhưng Dương Bách Xuyên không nhịn được khi người khác mắng mẹ anh. Hai nắm đấm siết chặt, một âm thanh giòn giã phát ra. Lúc này, Dư Thiệu Cương không biết sống chết lại thêm dầu vào lửa. Hai, sao vậy? Cậu vẫn muốn đấu với ông đây à? Hãy đến đây thử một chút, Dư Thiệu Cương vừa nói vừa đấm Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ rắc rối, đặc biệt là bây giờ cơ thể của anh đã được nguyên thần của sư phụ giúp đỡ, tất cả các khía cạnh của anh nhạy cảm hơn nhiều so với người thường. Có lẽ một người bình thường khi gặp phải người như Dư Thiệu Cương sẽ không dám động đậy. Nhưng Dương Bách Xuyên rất dũng cảm, anh có thể đánh 10 Dư Thiệu Cương cũng không có vấn đề gì. Anh dễ dàng bắt được cổ tay của Dư Thiệu Cương đang đấm tới. Răng rắc, một âm thanh xương cốt gãy lìa vang lên, thuận thế anh liền đá vào bụng Dư Thiệu Cương. A! À, Dư Thiệu Cương hét lên một tiếng đau đớn, thân thể hơn 1m8 bị Dương Bách Xuyên đá bay ra xa 3m. Sau khi phản ứng, Dư Thiệu Cương đã rất tức giận, anh ta quay về phía đồng bọn của mình mà giống to, nhìn cái gì mà nhìn. Đánh tên tiểu tử này cho tao, đánh chết tao sẽ chịu trách nhiệm. Năm người bạn của Dư Thiệu Cương vừa nghe vậy liền nhào về phía Dương Bách Xuyên. Đừng nói năm tên, có thêm năm tên nữa thì cũng không đủ để Dương Bách Xuyên nhét kẽ răng, chỉ là người bình thường có chút sức mạnh mà thôi. Thân thể của Dương Bách Xuyên được sư phụ cải tạo, khả năng nghe nhìn có thể đạt đến 300-400 mét, có thể nâng được những tảng đá nặng mấy trăm cây gì, đối phó với năm sinh viên khoa thể dục thì dễ như ăn bánh. Chưa đầy nửa phút, cả năm người đều nằm trên mặt đất kêu rên. Đây là Dương Bách Xuyên hạ thủ lưu tình, nếu không thì bẻ gãy xương của bọn họ cũng không phải việc gì khó. Giờ phút này chính Dư Thiệu Cương cũng ngây ngẩn, anh ta biết lần này mình đã đụng phải người không nên đụng, lúc đầu anh ta biết được Dương Bách Xuyên là một sinh viên nghèo, không tiền không bối cảnh, ai biết cậu ta lại là một người luyện võ. Thấy Dương Bách Xuyên đi tới, Dư Thiệu Cương hoảng sợ, cậu làm gì vậy, tôi nói cho cậu biết, đây là trường học không, cậu. Lần sau để miệng sạch sẽ một chút, nếu không thì không chỉ là bẻ cổ tay thôi đâu, cút. Dương Bách Xuyên ngắt lời Dư Thiệu Cương, vẻ mặt kinh tởm. Dư Thiệu Cương và mấy người bạn học chật vật rời đi, trước khi đi không quên đe dọa, Dương Bách Xuyên, mày không xong với tao đâu. Ngu đần phủi bụi trên người, Dương Bách Xuyên bước đến căng tin để ăn cơm. Trong sân trường có rất nhiều người đứng xem, rất nhiều nữ sinh đều là bộ dạng mặt si mê, họ đang lẩm bẩm. Anh ấy đến từ khoa nào, tên anh ấy là gì và vân vân. Hình như là Dương Bách Xuyên khoa lịch sử. Thật tuyệt, cậu thực sự đã đánh bại Dư Thiệu Cương, tiểu bá vương của khoa thể dục. Tôi phải nói lần này Dương Bách Xuyên gặp phiền toái rồi. Từ rất xa Dương Bách Xuyên có thể nghe thấy những lời nhận xét này, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, thầm nói, không ngờ có một ngày bản thân của mình cũng được hâm mộ thật sảng khoái. Đối với lời đe dọa của Dư Thiệu Cương anh không để tâm chút nào. Ngay khi Dương Bách Xuyên bước vào phòng ăn thì một giọng nói quen thuộc vang lên, Dương Bách Xuyên, đứng lại. Khi Dương Bách Xuyên chuẩn bị tới nhà ăn, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Dương Bách Xuyên, cậu đứng lại cho tôi. Liễu Linh Linh, cậu đúng là âm hồn bất tán mà. Anh vừa quay đầu đã nhìn thấy Liễu Linh Linh hầm hầm đi tới, trái phải còn có hai mỹ nữ kề cạnh. Không phải đã nói tan học cùng nhau ăn cơm sao? Cậu lại không đợi tôi. Liễu Linh Linh nâng mắt đợi chờ câu trả lời. Nói xong cô đưa tay chỉ sang bên cạnh, đây là bạn tốt cùng phòng với tôi, Lâm Hoan, Tiền Tiểu Bối. Dương Bách Xuyên lịch sự gật đầu, tôi là Dương Bách Xuyên, chào hai người. Hai cô gái bên cạnh Liễu Linh Linh diện mạo không hề kém. Ba người này đứng cạnh nhau quả thực là mỗi người một vẻ. Liễu Linh Linh được công nhận là hoa khôi của khoa. Khuôn mặt dáng người dĩ nhiên là xuất sắc. Làn da của Lâm Hoan tuy không được trắng trẻo, nhưng tổng thể khuôn mặt lại rất ưa nhìn. Mà trong ba người, thì dáng dấp của cô ấy cũng đặc biệt đẹp nhất, cao tận 1m75, lại được trời phú thêm đôi chân dài làm vốn liếng. Tiền Tiểu Bối còn lại lại có một khuôn mặt loli tiêu chuẩn,
một đôi mắt tròn xoe đen nhánh luôn tỏa sáng. Vừa nhìn liền biết đây là một cô gái cởi mở hiếu động, tương đối hấp dẫn sự yêu thích của cánh nam sinh. Quả nhiên đúng như anh đoán, Tiến Loli tiểu bối lập tức mở miệng, Dương Bách Xuyên, cậu thật sự là gay à? Lời Tiền tiểu bối nói khiến anh suýt chút nữa ngã ngửa. Không cần nghĩ anh cũng chắc chắn Liễu Linh Linh kia đã nói xấu mình. Dương Bách Xuyên trừng mắt nhìn Liễu Linh Linh đang nghẹn cười, lại đưa mắt quan sát Tiền tiểu bối, trước không nói đến tôi, nói về cậu đi. Cậu đang có bệnh trong người, tôi đề nghị cậu nên sớm đi khám bác sĩ. Hôm qua, anh đã dành cả một đêm để nghiên cứu kiến thức về y thuật mà sư phụ đã để lại, cho nên khi nhìn qua Tiền tiểu bối anh liền biết, cô sinh viên này đang bị bệnh nghiêm trọng. Cho dù trên mặt cô gái có trang điểm nhẹ, nhưng Dương Bách Xuyên nhìn ra được hiện tại sắc mặt cô có chút khác lạ, màu da cũng vì bệnh mà trở nên không giống bình thường. Vốn dĩ là có lòng tốt nhắc nhở nên anh cũng không nghĩ nhiều. Sau khi nhìn ra vấn đề thì lập tức nói luôn. Nhưng lại vô tình chọc giận Tiền tiểu bối. Dương Bách Xuyên, cậu mới là người có bệnh. Bà đây tò mò hỏi cậu một câu. Một thanh niên trai tráng như cậu sao lại mở miệng mắng một cô gái nhỏ như tôi. Tiền tiểu bối đang thẹn quá hóa giận. Liễu Linh Linh cũng tranh thủ xen mồm nói. Dương Bách Xuyên, bà đây coi cậu như bạn. Cậu nói tiểu bối như vậy có chút không hay đâu. Cái phản ứng này chắc chắn là bọn họ đã hiểu lầm. Anh cũng không tức giận, nhìn Tiền tiểu bối nói thẳng, bạn học Tiền tiểu bối, có phải cơ thể cậu mỗi khi bà dì tới sẽ lại đau bụng một trận? Lần sau lại đau hơn lần trước, cái này là do cơ thể cậu âm hàn quá nặng, nếu còn không đi khám bác sĩ sẽ có ngày cậu bởi vì đau quá mà ngất xỉu. Hơn nữa bệnh kéo dài sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Tôi chỉ là đang tốt bụng mà nhắc nhở cậu chứ không hề mắng. Nghe những lời Dương Bách Xuyên vừa nói xong, sắc mặt Tiền tiểu bối thoát cái liền ửng hồng. Một bên tức giận Dương Bách Xuyên trước mặt mọi người cứ thế vạch ra chuyện riêng tư của cô, một bên lại âm thầm kinh ngạc. Anh ta thế mà lại nói đúng tình trạng bệnh của cô. Loại đau đớn này đã đeo bám cô suốt một năm nay, mỗi lần lại đau đến chết đi sống lại. Cô đã uống vài loại thuốc, nhưng vẫn không có sự cải thiện. Lâu dần nó trở thành tâm bệnh của cô. Đúng lúc này, Lâm Hoan đứng cạnh bên đột ngột lên tiếng, tiểu bối đã bị như vậy suốt một năm nay, thuốc uống vào cũng không hề ít. Bây giờ bảo cô ấy đi xem bác sĩ để họ phán sống chết quả thực rất xấu hổ. Dương Bách Xuyên, cậu làm sao lại biết được, có cách này chữa trị không? Đúng rồi, Dương Bách Xuyên cậu biết nhiều như vậy, có thể chữa trị hay không? Có phải là có phương thức chữa bệnh cổ truyền nào không? Mau mau lôi ra đây, tôi cũng muốn một phần, bà đây cả người cũng đau à. Liễu Linh Linh không chút liêm sỉ thò đầu tới nói. Phương thức chữa bệnh cổ truyền thì tôi không có, nhưng mà... Đúng là tôi có thể chữa được. Dương Bách Xuyên chơi trò lấp lửng, chỉ nói lời gây tò mò rồi lại không nói tiếp. Muốn kẻ đường đường là truyền nhân của tán tiên chí tôn là anh đây đi trị bệnh phụ khoa, nào đâu có dễ như vậy. Cậu không phải người học y thì biết cái gì. Tiền tiểu bối lẩm bẩm một câu, nhưng trong lòng lại hy vọng Dương Bách Xuyên có thể giúp cô trị bệnh, thật sự quá dày vào người rồi. Tổ tiên nhà tôi là lão trung y, từ nhỏ tôi có xem qua một ít sách cổ về trung y. Cho nên tôi có biết một ít. Dương Bách Xuyên thuận miệng nói bừa một câu, cũng không thể oang oang nói với bọn họ rằng trong người anh có một lão thần tiên được. Ngay lúc này, Liễu Linh Linh đột nhiên nhớ đến, tối hôm qua lúc cô bị Nguyễn Văn Hạo hạ xuân dược, sau đó hình như Dương Bách Xuyên đã điểm vài huyệt trên người khiến cô tỉnh lại. Nghĩ đến đây, sắc mặt Liễu Linh Linh thoáng đỏ, nhưng cô tin lời Dương Bách Xuyên nói, nên cười hì hì nói theo, đi đi đi. Bà đây đã hứa sẽ mời cậu ăn cơm tuyệt đối không phải đùa. Chuyện chữa bệnh để sau rồi nói. Nói xong, cô không quên nháy mắt với Tiền tiểu bối và Lâm Hoan bên cạnh. Dương Bách Xuyên cười hắc hắc, anh sao lại không biết Liễu Linh Linh đây là đang muốn cho anh một viên đạn bọc đường. Nhưng mà, anh quả thực rất muốn thử y thuật mà sư phụ đã truyền thừa xem nó có thật sự linh nghiệm hay không. Vừa khéo lại có vật thí nghiệm để anh luyện tay, quả thực là gãi đúng chỗ ngứa mà. Anh vờ trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng, được, dù sao đồ ăn trong nhà tôi cũng đã hết, vậy làm phiền cậu một bữa cơm vậy. Tuy rằng không biết rõ về gia thế của Liễu Linh Linh, nhưng từ cách ăn mặc của cô anh cũng nhìn ra được nhà cô cũng thuộc dạng có tiền. Mà Lâm Hoan và Tiền tiểu bối cũng đồng dạng như vậy. Xung quanh trường đại học không thiếu nhất chính là các tiệm cơm. Đi ra khỏi cổng trường cách đó không xa chính là một nhà ăn Trung Quốc. Liễu Linh Linh đi trước dẫn đường.
lập tức có một người đàn ông đeo thẻ giám đốc bước ra tươi cười chào hỏi, hiển nhiên Liễu Linh Linh là khách quen của nơi này. Giám đốc Trương, cho tôi một bàn đồ ăn như cũ. Cô nhìn giám đốc và nói với ông ấy. Được, mời quý khách tiến vào ghế lô, tôi sẽ lập tức sắp xếp đồ ăn. Liễu Linh Linh một đường đi thẳng tới ghế lô dựa sát cửa sổ trên tầng 3. Cô không lựa chọn chỗ ngồi, mà nghĩ tới đâu thì ngồi luôn ở đó. Nhà hàng này tuy không quá xa hoa nhưng cũng không phải là không có danh tiếng. Có thể lưu lại chỗ ngồi cố định ở nơi này, Liễu Linh Linh này không có chỗ nào là không giống Thiên Kim tiểu thư nhà có tiền. Dương Bách Xuyên bất động thanh sắc ở trong lòng mà suy nghĩ. Sau khi bọn họ ngồi vào chỗ, nhân viên lục tục mang trà nước tới rồi lại lặng lẽ đi ra ngoài. Vừa ngồi xuống ghế, Tiền Tiểu Bối còn chưa kịp nhấp một ngụm trà, cơ thể đã vội giật thót một cái, mồ hôi trên trán túa ra từng giọt lớn, bàn tay ôm lấy bụng khẽ kêu hừ hừ. Dương Bách Xuyên thấy thế liền biết cơ thể cô đang bắt đầu phát bệnh. Tiểu Bối, cậu sao vậy? Mau tới uống ngụm nước ấm. Lâm Hoan Ân cần đi qua đỡ bạn mình. Tiền Tiểu Bối đau đến chết đi sống lại, một lời cũng không nói được. Liễu Linh Linh quét mắt sang Dương Bách Xuyên nói, Dương Bách Xuyên, cậu có chiêu gì hay mau trổ tài xem nào. Dương Bách Xuyên đứng dậy đáp, vốn dĩ là nên dùng châm cứu sẽ có hiệu quả tốt nhất, cũng là nhanh nhất. Nhưng ở đây tôi không có đồ dùng, cho nên chỉ có thể dùng liệu pháp xoa bóp thử xem sao. Cậu nhanh tay lên, Tiểu Bối đau tới mức sắp chết rồi. Liễu Linh Linh ở bên cạnh thúc giục một câu. Nhìn Tiền Tiểu Bối đã co thành một đống nhỏ, Dương Bách Xuyên cũng không khách khí nữa. Biết cô đang rất đau, anh bảo Lâm Hoan và Liễu Linh Linh cùng tránh ra, bắt đầu dựa vào y thuật trong đầu giúp Tiền Tiểu Bối mát xa. Thực ra anh chỉ kích thích huyệt vị lưu thông máu, đợi kinh mạch được đả thông liền không có việc gì. Theo như sự truyền thừa trong đại não anh, loại y thuật này có tên là chủ yếu dùng để khai thông khí huyết. Đối với người tu chân mà nói thì nó dùng để khai thông chân khí, nhưng vô tình lại bị Dương Bách Xuyên vận dụng trên cơ thể nữ nhân để chữa bệnh. May mắn là sư phụ lão tà của anh đang ngủ say, bằng không ông ta sẽ bị hành động của Dương Bách Xuyên chọc cho tức chết. Cách một lớp quần áo, anh dựa theo mà thủ thế huyệt vị, bàn tay cũng bắt đầu ở trên người Tiền Tiểu Bối mà động đậy. Một bên xoa bóp, một bên không ngừng tán dương, cảm xúc thật tốt mà. Mấu chốt của chuyện này là ở việc dụng tâm, sau ba cái bấm huyệt sự đau đớn của Tiền Tiểu Bối đã giảm đi một nửa. Ít ra âm thanh hừ hừ trong miệng cô cũng đã nhỏ đi nhiều. Đến huyệt thứ 6, Tiền Tiểu Bối đã có thể ngồi thẳng người dựa vào ghế. Điều này làm cho hai kẻ đứng bên chứng kiến là Liễu Linh Linh và Lâm Hoan mở to hai mắt mà nhìn. Hai người không hề nghĩ Dương Bách Xuyên có thể chữa được bệnh. Vừa nãy còn nửa tin nửa ngờ nhưng bây giờ bọn họ thật sự đã được mở rộng tầm mắt. Đến huyệt thứ 10, từ trong miệng Tiền Tiểu Bối phát ra âm thanh anh anh, sắc mặt cũng hồng hào lên không ít. Đợi 13 huyệt được hoàn thành, Dương Bách Xuyên phát hiện bàn tay mình đã chạy khắp trên người Tiền Tiểu Bối đủ một vòng. Chỉ là không nghĩ tới, Tiền Tiểu Bối môi đỏ mặt hồng thế mà lại lăn ra ngủ mất rồi. Bàn tay sờ chưa đủ đã phải dừng lại, Dương Bách Xuyên quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Liễu Linh Linh và Lâm Hoan đang nhìn chằm chằm mình. Dương Bách Xuyên tưởng tượng một chút liền hiểu, đều do Tiền Tiểu Bối vừa nãy phát ra âm thanh quá mức mờ ám thôi mà. Thật ra toàn bộ quá trình anh ta làm chỉ vỏn vẹn có 5 phút. Dương Bách Xuyên mang vẻ mặt thỏa mãn mà ngồi xuống, tay nhấc chén trà lên uống một ngụm. Đúng lúc này Lâm Hoan lại vô tình nói ra một câu khiến ngụm trà trong miệng anh cứ thế mà phun ra ngoài hết. Dương Bách Xuyên, tôi cũng muốn được sờ một chút. Lâm Hoan bất thình lình nói ra những lời này. Phốc, một ngụm nước trà trực tiếp phun ra, vừa khéo lại bắn hết lên mặt Tiền Tiểu Bối đang say ngủ. À trời mưa sao, Tiền Tiểu Bối như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tay chống lên ghế từ từ nói. Ngụm trà phun thẳng ra ngoài, vừa khéo phun lên mặt Tiền Tiểu Bối đang ngủ. Ủa, trời mưa à? Tiền Tiểu Bối tỉnh lại từ trong mơ màng, ngồi dậy trên ghế hỏi. Cô vừa nói vừa lau nước trà trên mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo. Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy tách trà trong tay Dương Bách Xuyên và vết nước bên khóe miệng anh, cô lập tức hiểu được vừa rồi xảy ra chuyện gì. À, Dương Bách Xuyên. Tôi muốn giết cậu, cậu dám cướp nụ hôn đầu của tôi. Tiền Tiểu Bối dậm chân hét lên, muốn nhào tới liều mạng với Dương Bách Xuyên. Liễu Linh Linh giữ chặt Tiền Tiểu Bối, được rồi Tiểu Bối, một hớp nước trà thôi, cùng lắm chỉ là hôn môi gián tiếp. Đừng nói nữa,
ăn cơm trước đã, xem như Dương Bách Xuyên thu tiền chữa bệnh cho cậu, hì hì. Sau đó cô cao giọng gọi bên ngoài, mang vào đi. Cửa phòng bao mở ra, nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên. Nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, Dương Bách Xuyên không hề khách sáo, bụng anh đã reo vang từ nãy giờ rồi. Anh mặc kệ hình tượng ăn hết nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thoải mái ở một tiếng, dựa lưng vào ghế. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy ba cô gái đều nhìn mình bằng vẻ mặt kỳ quái, lúc này Dương Bách Xuyên cũng hơi đỏ mặt. Nhìn thức ăn trước mặt ba cô gái lại nhìn sang bản thân, anh lập tức hiểu ngay, e rằng mình ăn nhiều quá dọa bọn họ rồi. Tổng cộng có 7 món và một tô canh hải sản, Dương Bách Xuyên xử hết 5 món cộng thêm nửa tô canh. Khó trách vẻ mặt ba người kia lại kỳ lạ như thế. Nghĩ lại, Dương Bách Xuyên kết luận nguyên nhân lượng cơm của bản thân tăng lên là do cơ thể được sư phụ tẩy kinh phạt tủy. Khụ khụ, sao mọi người lại nhìn tôi thế? Anh biết rõ còn cố ý hỏi. Liễu Linh Linh kịp phản ứng, Dương Bách Xuyên, mấy ngày rồi cậu không ăn cơm hả? Đã no chưa thế? Tiền tiểu bối thì thầm, y hệt thùng cơm. Sức ăn khỏe thật, Lâm Hoan hùa theo. Hai, các cậu có ý gì đó? Hiện tại tuổi mụ của tôi mới 21, cơ thể còn đang trưởng thành có biết chưa? Ăn nhiều chút thôi mà, hơn nữa lúc trước tôi còn tốn sức chữa bệnh cho tiền tiểu bối đấy. Tiền tiểu bối, sao cậu có thể nói tôi là thùng cơm hả? Vốn định đưa cậu đơn thuốc, hiện tại không có, cậu cứ chờ bệnh tái phát đi. Dương Nghị Vân cây ngay không sợ chết đứng chỉ trích tiền tiểu bối. Tiền tiểu bối nghe thấy có đơn thuốc cộng với bệnh có thể tái phát lại thì lập tức chột dạ, cười hi hi, tỏ vẻ đáng thương với Dương Bách Xuyên, anh Xuyên, người ta lỡ miệng mà, xin tha mạng, cậu đưa đơn thuốc cho tôi đi. Cùng lắm tôi không so đo chuyện cậu gián tiếp cướp nụ hôn đầu của tôi nhé, được không được không? Giọng nói của cô rất đặc biệt, mang theo ngữ điệu, hiện tại còn cố ý làm nũng khiến cả người Dương Bách Xuyên sởn hết da gà. Anh xua tay liên tục, được được được, nói tiếng người, tôi cho cậu đơn thuốc được chưa, sợ cậu luôn. Vừa dứt lời, Lâm Hoan đã dán sát lại, lấy giấy bút ra khỏi túi sách, vẻ mặt đầy mong đợi, ghi đi. Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ của Lâm Hoan, biết căn bệnh này cũng mang lại đau đớn cho cô, lúc nãy anh cũng đã hứa sẽ khám cho cô rồi nên cố ý liếc qua cặp chân dài, cười nói, Lâm Hoan, có phải lúc bà dì cậu đến thăm thường bị đau nhức sau lưng không? Cậu đừng nhớ nhung đơn thuốc này, đây là dựa trên tình trạng của tiền tiểu bối, người khác không dùng được. Với tình trạng của cậu, tốt nhất nên châm cứu, đợi khi nào rảnh tôi sẽ châm cho cậu. Dương Bách Xuyên suy nghĩ tình huống của tiền tiểu bối trong đầu, soạt soạt viết ra một đơn thuốc. Trong đầu anh có rất nhiều thông tin y học, tìm ra một đơn sử dụng thuốc có trên trái đất không khó. Sau khi đưa đơn thuốc cho tiền tiểu bối, anh dặn dò, ba gói thuốc đông y, uống vào hết bệnh ngay, nhớ kỹ ăn cơm rồi mới uống đấy. Hi hi, cảm ơn anh Xuyên. Tiền tiểu bối nhận lấy đơn thuốc cất đi, ngọt ngào gọi một tiếng anh Xuyên khiến Dương Bách Xuyên run rẩy một trận. Được rồi, ăn uống no say xong rồi, chiều nay còn có tiết, chúng ta về thôi. Xong việc, Dương Bách Xuyên đi thẳng ra ngoài cửa, không thèm để ý đến ba cô gái xinh đẹp kia nữa. Liễu Linh Linh tức giận nghiến răng, kêu lớn, Dương Bách Xuyên, cậu cũng phải massage cho tôi cũng thấy đau mà. Lúc này, bọn họ đã đi ra khỏi phòng bao đến hành lang, mấy vị khách và nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng kêu gào của Liễu Linh Linh đều nhìn về phía Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt ước ao xen lẫn ghen tị. Sắc mặt Dương Bách Xuyên đầy bất đắc dĩ, vội vàng bước nhanh, đi cùng với Liễu Linh Linh miệng rộng này sẽ chọc phải rắc rối mất. Sau khi gọi, Liễu Linh Linh cũng phát hiện lời nói của mình khá mập mờ, sắc mặt bùm một phát đỏ bừng lên. Lúc này ba người mới vội vã xuống lầu, trong lòng không ngừng chửi bới Dương Bách Xuyên khốn khiếp, tất cả đều tại cậu, làm bà đây mất mặt quá, tôi nguyền rủa chim nhỏ nhà cậu không cứng lên được. Ban đêm, sau khi tan học, Dương Bách Xuyên chuẩn bị trở về phòng trọ, định tu luyện càn khôn tạo hóa quyết. Có rất nhiều cách chữa bệnh cần chân khí mới thực hiện được. Trong cơ thể anh không có chân khí, tất cả đều uổng công. Chuyện tu chân không thể chậm trễ một giây, anh cần thay đổi vận mệnh, cần rất nhiều tiền, cần tìm lại uy nghiêm đã mất trong đám cưới của bạn gái cũ một tháng sau. Đây là nhiệm vụ của sư phụ, cũng là điều anh muốn làm trong lòng. Vì vậy tu chân mới là điểm then chốt của mọi thứ. Về phần cách kiếm tiền, anh có thể dễ dàng làm được dựa vào tri thức sư phụ truyền đạt, tiền đề là phải luyện được chân khí. Dương Bách Xuyên không ngờ vừa bước ra khỏi cổng trường,
anh đã bị người ta chặn lại, hơn nữa đối phương còn là người quen. Dư Thiệu Cường ôm cánh tay trái bó bột, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên bằng vẻ mặt độc ác. Bên cạnh anh ta còn có hơn 10 thanh niên, nhìn qua đều là học sinh trong trường, hơn nữa còn là người của câu lạc bộ Taekwondo. Cương Tử, chính là thằng nhóc này, cũng chả có gì đặc biệt, trông rõ yếu ớt, sao mày lại bị con gà luộc này đè ra đánh thế? Một học sinh mặc áo bó sát, cơ bụng nổi lên rõ, nhìn qua đã biết là tên cầm đầu. Dương Bách Xuyên là học sinh khoa lịch sử, không có hứng thú với câu lạc bộ Taekwondo, bình thường cũng không chú ý nên không biết những người này là ai, chỉ dựa vào quần áo bọn họ mà đoán là học sinh cùng trường. Tên học sinh da ngăm đen có cơ bụng cứ luôn miệng mắng anh là gà luộc khiến Dương Bách Xuyên vô cùng khó chịu. Mặc dù đối phương là người của câu lạc bộ Taekwondo, hơn nữa nhân số hơn 12 người nhưng anh không hề sợ hãi. Bởi vì anh biết rõ cơ thể mình đạt đến trình độ nào, cảm giác hơn xa người thường khiến anh chiếm ưu thế tuyệt đối trong chiến đấu. Huống chi anh còn có sức lực vượt trội, có thể nâng tảng đá nặng 300-400 cân lên một cách dễ dàng. Có những thứ này, Dương Bách Xuyên rất tự tin khi đánh nhau. Dư Thiêu Cương âm u nói, Ninh Vũ, đừng trách tao không nhắc nhở mày. Không được xem thường kẻ địch, thằng nhóc này không phải bình hoa. Đêm nay, chỉ cần bọn này có thể đánh nó tàn phế, xem như tao nợ mày một chuyện. Ninh Vũ không thèm để ý, anh ta và Dư Thiệu Cương cùng đến từ một đại viện, quan hệ rất thân thiết. Dư Thiệu Cương bị đánh tìm tới bản thân, anh ta biết Dư Thiệu Cương rất kiêu ngạo, hiếm khi cầu xin người khác, nếu như đã đến cầu thì chắc chắn là nhân vật rất lợi hại. Vì thế, anh ta gọi theo một đám bạn học ở câu lạc bộ Taekwondo, tới chút giận cho Dư Thiệu Cương. Chẳng qua sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, Ninh Vũ lại hơi khinh thường. Trong mắt anh ta, Dương Bách Xuyên hơi gầy, cơ thể cũng không vạm vỡ tỏ vẻ có sức mạnh, hơn nữa anh còn là học sinh khoa lịch sử, thế là càng xem thường hơn. Anh ta phớt lờ lời nhắc nhở của Dư Thiệu Cương, nói với Dương Bách Xuyên, xem trên mặt mũi cùng trường, thằng nhóc kia, chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu với bạn thân tao, để nó đánh mày một trận thì chuyện này coi như xong. Tao đảm bảo sau này Dư Thiệu Cương sẽ không kiếm chuyện với mày nữa, thế nào? Bắt anh quỳ xuống dập đầu, xong rồi còn phải ngồi im chịu đánh một trận. Dương Bách Xuyên tức đến bật cười, nhìn Ninh Vũ, mày chắc chứ? Đúng thế, tao cam đoan, lời nói của Ninh Vũ tao rất có trọng lượng tại khu đại học này, chỉ cần mày quỳ xuống nhận lỗi. Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Dương Bách Xuyên ngắt lời, mày thì tính là cái thá gì, bắt trước người ta là trùm trường à? Đủ sức nặng hả, cứ tới đây, ba mày cân thử xem mày có bao nhiêu trọng lượng. Ninh Vũ lập tức trợn tròn mắt, anh ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại nói như vậy. Giận tím mặt đệt, hôm nay tao phải cho mày biết rõ ba mày lợi hại như thế nào, xông lên đánh chết nó cho tao. Hai mắt Ninh Vũ đột nhiên mở to, anh ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại nói ra một câu như vậy. Sau khi phản ứng lại, anh ta tức giận nói, mẹ nó, hôm nay tôi cho cậu biết tay. Đã thấy người ngông cuồng nhưng chưa thấy ai ngông cuồng như người này, Ninh Vũ phát điên vì lời nói nhẹ nhàng và kiêu ngạo của Dương Bách Xuyên, đây là lần đầu tiên một sinh viên dám nói những lời này trước mặt anh ta. Ở quận Hoa Hồ này, ngay cả bọn côn đồ bên ngoài trường gặp Ninh Vũ cũng không dám ngông cuồng, Dương Bách Xuyên là người đầu tiên. Gầm lớn một tiếng, anh ta đấm Dương Bách Xuyên. Tất cả các bạn cùng lớp xung quanh đều là thành viên của câu lạc bộ Taekwondo, cả ngày đều luyện võ, thứ bọn họ không sợ nhất chính là đánh nhau, mặc dù Ninh Vũ bảo mọi người cùng nhau đánh Dương Bách Xuyên thì có vẻ hơi ức hiếp người, nhưng Ninh Vũ là người đứng đầu trong số họ. Là chủ tịch câu lạc bộ, ngày thường mọi người đều ăn thịt uống rượu, hưởng lợi từ anh ta. Người xưa có câu, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nếu Ninh Vũ lên tiếng thì mọi người phải cùng nhau xông lên. Dương Bách Xuyên nheo mắt đứng đó không nhúc nhích, chờ bọn họ đánh tới. Cảnh tượng này trong mắt Ninh Vũ và đám bạn cùng lớp chính là biểu hiện sợ đến choáng váng. Dương Bách Xuyên vẫn khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có Dư Thiệu Cương đã từng nếm thử cú đấm của anh thì đang lo lắng. Ninh Vũ nhìn thấy bộ dạng của Dương Bách Xuyên trong lòng cười nhạt, trên mặt là vẻ hung dữ, anh ta nghĩ rằng cú đấm này sẽ làm gãy xương mũi của Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên, khi nắm đấm của anh ta chỉ còn cách sống mũi của Dương Bách Xuyên 3 cm, anh ta đột nhiên cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt, anh ta nhận ra rằng cổ tay đã bị Dương Bách Xuyên nắm lấy. Lúc này, tâm trí của Ninh Vũ chỉ có hai từ quá nhanh. Tốc độ của Dương Bách Xuyên quá nhanh. Khoảnh khắc tiếp theo,
anh ta cảm thấy cánh tay của mình chấn động một cái, thân thể không tự chủ được lộn một vòng. Phanh! Một người mất thăng bằng liền hôn đất một cách thân mật. Nước mắt chảy ra, Ninh Vũ thường xuyên đánh nhau biết rằng mũi của mình bị gãy, không ngờ tới còn chưa chạm được vào mũi Dương Bách Xuyên thì mũi mình đã bị gãy. Ngay sau đó bên tai vang lên một chuỗi tiếng kêu rên. Khi Ninh Vũ bỏ dậy nhìn một cái, nhất thời sững sờ, tim anh ta co rút lại. Chỉ thấy một đám bạn cùng lớp, từng người ngã xuống đất và rên rỉ, mọi người đều nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt kinh hãi. Giờ phút này Ninh Vũ cũng đã biết cao thủ chân chính là như thế nào, lần này anh ta đã nhìn nhầm nên mới dẫn đến thất bại. Dương Bách Xuyên vẫn đứng trong sân mà không có một chút hao tổn nào, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Thua, thua rồi, trong lòng Ninh Vũ thầm nghĩ. Anh ta không hề có ý nghĩ sẽ tiếp tục đánh vì anh ta biết một người có thể hạ gục 20 người trong vài giây thì năng lực cũng không tầm thường. Ninh Vũ trong nháy mắt như quả bóng xì hơi, khí thế lúc trước cũng chìm xuống đáy cốc. Trong lòng Dư Thiệu Cương người đầu tiêu lần này như có sấm nổ, chính mắt anh ta thấy Dương Bách Xuyên lật đám người kia như thế nào, trong mắt Dư Thiệu Cương, Dương Bách Xuyên giống như là cao thủ trong phim truyền hình vậy, bách phát bách trúng, mỗi cú đấm được đánh ra thì đều có người gục xuống. Hơn nữa ra tay cũng rất nhanh, Ninh Vũ ngày nào cũng luyện võ nhưng khi so sánh với Dương Bách Xuyên thì chỉ là một đống rác. Sau khi Dương Bách Xuyên thu tay lại, anh nhìn thấy tang tóc khắp mặt đất là tiếng kêu rên. Trong lòng dâng lên một chút đắc ý, khát vọng tu chân càng trở nên cấp bách. Sư phụ là một thần tiên lão luyện, nếu có thể dùng nguyên thần của ông chắc chắn có thể biến đổi thể chất một chút, anh có thể một đánh mười mà không hề hấn gì. Vậy thì khi tu luyện thành công có thể bay lên trời, chui xuống đất như sư phụ đã từng nói, nghĩ tới những thứ này trong lòng anh không khỏi phấn khích. Anh quét mắt một cái, nhìn thấy sắc mặt sợ sệt của Ninh Vũ và Dư Thiệu Cương thì ý cười trong mắt anh càng tăng thêm. Anh nhìn Ninh Vũ nói, đều là bạn học cùng trường, tôi cũng không muốn làm khó các cậu, sau này nhìn thấy tôi thì đi đường vòng, các cậu có thể làm được không? Hay là các cậu không phục, muốn đánh một trận nữa thì tôi lúc nào cũng sẵn lòng. Nói xong Dương Bách Xuyên phớt lờ Ninh Vũ và liếc nhìn Dư Thiệu Cương, người đang run lẩy bẩy. Dương Bách Xuyên, lần này là tôi không đúng, sau này tôi sẽ không sẽ theo đuổi Liễu Linh Linh nữa. Dư Thiệu Cương nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Dương Bách Xuyên cười và nói, vốn dĩ muốn cho cậu một bài học, nhưng thấy cậu thức thời như vậy nên tôi cũng không so đo với cậu, sau này cũng đừng nói chuyện khiêu khích như vậy, mọi người đều là bạn học, là sinh viên đại học thì nên lịch sự một chút. Sau khi thấy trong mắt Dư Thiệu Cương lộ ra vẻ sợ hãi, Dương Bách Xuyên liền bớt giận, hơn nữa cũng là bạn học cùng trường, cũng không có nhiều hận thù, đã cho cậu ta một bài học rồi, mục đích cũng đạt được, anh cũng không phải là người hẹp hòi. Cũng không cần thiết phải tính toán chi ly với bọn họ, tốt hơn là nên quay về học tập và tu luyện thì hơn. Trận đấu này cũng coi như khảo sát sức chiến đấu của Dương Bách Xuyên. Một đánh 20 chắc chắn đã đạt đến cực hạn, dĩ nhiên đây không phải là 20 người bình thường. Đã là siêu nhân, anh nhấc chân lên và rời đi trong niềm vui sướng. Lúc này, cả sân trường đều là người, rất nhiều sinh viên đứng từ xa quan sát. Dương Bách Xuyên không muốn gây rắc rối. Nếu còn không đi thì quản giáo trong trường sẽ tới. Nhìn theo bóng lưng của Dương Bách Xuyên, Ninh Vũ và Dư Thiệu Cương mặt mày khó coi, hôm nay mặt mũi coi như là mất hết vì có rất nhiều bạn học đang xem. Anh ta nói với các bạn trong lớp, tất cả đứng lên đi thôi, tôi mới các cậu đi ăn, đừng nằm trên mặt đất nữa, mất mặt lắm. Từng người lần lượt đứng dậy, mặt mũi ai cũng rất khó coi, nhưng không dám làm lớn chuyện vì bọn họ biết vừa rồi là Dương Bách Xuyên nương tay. Nếu cậu ta dùng toàn lực thì một cú đánh cũng khiến bọn họ tàn phế. Ninh Vũ, lần này tôi nợ cậu, chuyện hôm nay cậu định tính thế nào? Chờ Dương Bách Xuyên đi xa thì Dư Thiệu Cương mới dám lên tiếng hỏi Ninh Vũ. Ninh Vũ trầm giọng, còn có thể thế nào? Cậu ta là một người có năng lực, trước tiên phải nhịn. Chẳng lẽ cứ để như vậy? Hay cậu tìm người ai đó đến thu thập Dương Bách Xuyên đi? Dư Thiệu Cương nói. Ninh Vũ trừng mắt. Tôi không xử lý được con người đó, tìm côn đồ bên ngoài cũng chưa chắc đã xử lý được tiểu tử kia, nhưng thể diện thì cần phải lấy lại nếu không Ninh Vũ tôi không còn mặt mũi nào lăn lộn trong cái trường này nữa, nghe nói Tam ca sắp nghỉ thi đấu rồi. Tam ca, cậu nói là Hàn Tiểu Tam, ánh mắt Dư Thiệu Cương nhất thời sáng ngời. Dương Bách Xuyên đã đi xa cũng không biết Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ ngoài mặt thì khuất phục nhưng trong lòng lại âm thầm ghi hận,
bọn họ đang chờ một người nghỉ thi đấu để đến đối phó với anh. Trở về căn nhà thuê, sau khi tắm xong, Dương Bách Xuyên ngồi trên giường, vừa định thiền theo bài công pháp trong đầu thì chuông điện thoại vang lên. Cầm điện thoại lên thì thấy là số điện thoại của Thẩm Tiểu Kiệt, cậu ta là người làm cùng anh trong quán bar. Alo, Cà Lâm có chuyện gì vậy, còn chưa tới giờ mà, sớm như vậy cậu đã đi rồi sao? Thẩm Tiểu Kiệt bị Cà Lâm nên mọi người gọi cậu ta là Cà Lâm. Cậu cũng là một sinh viên của một trường trong quận Hoa Hồ. Cả hai đều là sinh viên và cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó. Hai người có chung hoàn cảnh nên đã trở thành bạn bè. Anh, Xuyên, buổi tối anh đừng tới, em nghe được tin tức, hình như có người đến tìm anh, nhìn không phải dạng, người hiền lành. Sau khi nghe những lời nói lắp bắp, Dương Bách Xuyên cúp điện thoại và suy nghĩ. Một số người tìm mình gây rắc rối, hơn nữa nghe Cà Lâm nói đó là dân xã hội, Dương Bách Xuyên liền nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, có thể là mầm mống tai họa khi anh cứu Liễu Linh Linh. Thanh niên bỏ thuốc Liễu Linh Linh tối qua là Nguyễn Văn Hạo, người thừa kế của nhà họ Nguyễn ở Cố Đô, nhà họ Nguyễn kinh doanh bất động sản, có tiền có thế. Liễu Linh Linh đã từng nói, cô đã nói với người trong nhà sẽ để cho nhà họ Nguyễn biết tay, Nguyễn Văn Hạo chắc chắn sẽ không xuất hiện ở quán bar nữa. Hơn nữa, tối qua khi anh cứu người đã cố ý cởi đồng phục làm việc, cũng rời đi từ cửa sau, nhìn thấy mấy người phục vụ bình thường cũng có mối quan hệ không tệ, vì vậy nếu không ai nói thì chắc chắn anh ta sẽ không phát hiện ra. Nhưng bây giờ xem ra thì không đơn giản như vậy, trên thế giới này có tiền có thế thì không chuyện gì là không làm được. Nếu như Nguyễn Văn Hạo muốn tìm ra mình thì không hề khó khăn. Vì cứu Liễu Linh Linh nên anh mới trêu chọc đến Nguyễn Văn Hạo nên chuyện này anh nên nói với Liễu Linh Linh để cô giải quyết. Mặc dù không biết nhà Liễu Linh Linh làm gì, nhưng nhà họ Nguyễn là gia tộc có quyền có thế ở Cố Đô, nhà cô có thể làm ăn với nhà họ Nguyễn cũng không hề tầm thường, có lẽ để Liễu Linh Linh ra mặt thì sẽ tốt hơn. Nhưng Dương Bách Xuyên không phải là người dựa dẫm vào đàn bà, tối hôm qua anh đã quyết định ra mặt thì cũng đã lường trước được mình sẽ bị trả thù. Tất nhiên, bây giờ chỉ là suy đoán. Cũng không chắc chắn là Nguyễn Văn Hạo cho người đến tìm mình, có thể là chuyện khác cũng không chừng. Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại lại reo. Lần này là quản lý quán bar gọi, tim Dương Bách Xuyên trùng xuống khi nhìn thấy cuộc gọi, nhưng anh vẫn bắt máy. Quản lý Trương. Dương Bách Xuyên, buổi tối tới sớm một chút, trước 8 giờ tối còn chưa có mặt thì tiền lương tháng này cậu đừng mong sẽ nhận được, quản lý Trương lập tức cúp điện thoại. Dương Bách Xuyên cười nhạt và tự nói với chính mình, Trương Mập, anh đang đào hố cho tôi đấy à? Liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ 20 phút tối, Dương Bách Xuyên dứt khoát xuống lầu đi tới quán bar, tiền lương một tháng là tiền mồ hôi công sức của anh, cứ coi như quán bar có một cái hố thì anh cũng không sợ. Trong đầu anh tự hỏi liệu quản lý quán bar có thông đồng với người đang tìm anh không? Quản lý Trương Mập đang bị người khác cưỡng bức hay anh ta thấy tiền là sáng mắt? Ngay cả cấp dưới danh nghĩa của anh ta cũng bán đứng. Dù sao, cho dù Trương Mập nói qua điện thoại rằng anh ta sẽ phát tiền thưởng thì đánh chết Dương Bách Xuyên cũng không tin. Với những gì anh biết về quản lý Trương Mập, làm sao anh ta có thể phát tiền thưởng, làm việc được một năm chỉ có khi Halloween phát tiền thưởng một lần, phần thưởng lại là trái cây và rượu không bán được. Nói tóm lại, làm việc dưới trướng Trương Mập hiếm khi có thể mò được mỡ. Dương Bách Xuyên rõ ràng cảm thấy có lỗ hổng trong lời nói của Trương Mập, nhưng anh vẫn phải đi. Bởi vì tiền lương là số tiền anh vất vả thức đêm thức hôm mới kiếm được, nếu như không đi thì Trương Mập rất có thể sẽ không trả lương cho anh. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, việc đến tận cùng việc tự an, Dương Bách Xuyên cũng không tin vào ma quỷ. Tất nhiên, lý do chính là bây giờ anh đủ tự tin để đi đến quán bar. Khi còn đang quay cuồng trong suy nghĩ thì Dương Bách Xuyên đã tới quán bar. Buổi biểu diễn đêm lúc 8 giờ 30 sắp bắt đầu, còn nửa tiếng nữa mới chuyển ca, anh và Kiệt Cà Lâm và mấy người nữa là nhân viên làm thêm ca đêm. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc nhưng Dương Bách Xuyên đã quen với điều đó, anh đi thẳng đến văn phòng của Trương Mập. Lúc này, một thanh niên mặc trang phục bồi bàn nhìn thấy Dương Bách Xuyên liền vội vàng chạy đến nắm lấy cổ tay anh kéo đi. Dương Bách Xuyên mặc cho đối phương nắm lấy cổ tay mình và kéo vào nhà vệ sinh. Anh, Xuyên không phải em đã bảo anh đừng đến sao? Cà Lâm lắp ba lắp bắp nói. Không sao, cậu có biết ai đang tìm tôi không? Lúc trước Cà Lâm vội vàng cúp máy điện thoại, Dương Bách Xuyên không chưa kịp hỏi kỹ. Dạ, là Hoa Văn, bây giờ.
Đang đang đang, ở phòng làm việc của Trương Mập chờ anh đừng đi, bọn họ không có ý tốt. Trên mặt Cả Lâm mặt đầy vẻ lo âu. Dương Bách Xuyên thấy Cả Lâm lo lắng cho mình thì trong lòng tràn đầy ấm áp, anh cười nói, đừng lo lắng, tôi đi xem xét một chút, tôi sẽ nhận lại tiền lương của tháng này. Anh Xuyên, chuyện anh cứu người tối qua, em đoán, đã bị Hầu Thành nói ra hết rồi. Cậu ta càng lo lắng nói thì lại càng bị nói Cả Lâm. Ánh mắt Dương Bách Xuyên lộ ra vẻ u ám, anh cũng không muốn gặp cái người tên là Hầu Thành trong miệng Cả Lâm. Hầu Thành là quản lý bồi bàn, ưa nịnh hót, sinh viên tới quán ba làm thêm thường bị hắn ta gây khó dễ. 3 tháng trước, một nữ sinh từ trường lân cận đã bị Hầu Thành gây khó dễ khi vừa mới đi làm, Dương Bách Xuyên không nhịn được nên đã đánh nhau với Hầu Thành, vậy nên mới bị Hầu Thành ghi hận, luôn nói xấu anh trước mặt Trương Mập, anh cũng muốn đánh anh ta lâu rồi. Còn cái tên Hoa Văn chính là đại ca xã hội đen của vùng này, nghe nói hắn và ông chủ lớn nuôi đám vô gia cư thất nghiệp chuyên môn làm mấy chuyện xấu. Vì đầu hắn ta nhuộm nhiều màu nên hắn có biệt danh là Hoa Văn. Dương Bách Xuyên cũng đã nhìn thấy Hoa Văn vài lần, nghe qua một số việc hắn ta làm, biết rằng Hoa Văn là một con chó điên. Hắn rất nổi tiếng ở quận Hoa Hồ, rất ít người dám khiêu khích anh ta. Quan trọng hơn, nghe nói còn có nhân vật lớn đứng sau lưng Hoa Văn. Tất nhiên đó là dân xã hội, nói thẳng ra, Hoa Văn là một con chó điên dưới bàn tay của người khác. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với Cả Lâm thì cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, một người đàn ông 27-28 tuổi bước vào, trên mặt tràn đầy vẻ hả hê, anh ta nói, Dương Bách Xuyên, quản lý Trương đã đợi cậu rất lâu rồi, cậu không muốn làm nữa phải không, đi vào nhà vệ sinh ăn cứt hà. Nhanh lên, đừng để quản lý Trương đợi. Nói xong liền nhìn về phía Cả Lâm và tiếp tục nói, Cả Lâm, cậu tới sớm sao không vào kho chính, ở đây tìm cứt ăn à? Mặt của Dương Bách Xuyên sa sầm ngay lập tức, khi tôi xuống, sải bước lên tát cho Hầu Thành một phát. Bốp! Hầu Thành bị Dương Bách Xuyên tát cho ngã sóng xoài trên mặt đất, một bên mặt của hắn ta sưng lên, máu từ khóe miệng chảy ra. Một cái tát này Dương Bách Xuyên không hề lưu tình, sau khi đánh xong còn dẫm lên lưng hắn ta và nói. Đồ cặn bã, tôi chịu đựng anh lâu lắm rồi, miệng anh còn thối hơn phân, tôi nhổ vào. Cả Lâm nhát gan không dám trêu chọc Hầu Thành, nhưng Dương Bách Xuyên không sợ, bây giờ anh lại càng không sợ. Trong từ điển của Dương Bách Xuyên, ai đối xử tử tế với anh thì anh sẽ hồi báo. Hầu Thành không chỉ chửi anh mà còn chửi Cả Lâm, điều này khiến Dương Bách Xuyên không thể chịu đựng được nữa, anh coi Cả Lâm như anh em, mà đã là anh em thì đương nhiên không thể để anh em mình thua thiệt. Hơn nữa Cả Lâm còn báo tin cho anh. Con mẹ mày, Dương Bách Xuyên, Hầu Thành vừa ôm mặt vừa tức giận mắng, nhưng còn chưa mắng xong liền bị Dương Bách Xuyên tức giận tát cho cái nữa. Bốp! Hầu Thành kêu gào thảm thiết, bên mặt còn lại cũng sưng lên, hoàn toàn biến thành đầu heo. Còn chửi nữa ông đây giết chết mày. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Hầu Thành, giọng điệu lạnh như băng nói, anh không nhịn được khi người khác mắng mẹ anh. Trong nháy mắt Hầu Thành liền phát hiện ra ánh mắt của Dương Bách Xuyên rất lạnh, đó không phải là ánh mắt của người thường, lạnh băng giống như ánh mắt của dã thú vậy khiến hắn ta không rét mà run, hắn ta cũng không dám lên tiếng nữa. Bây giờ hắn ta dám khẳng định Dương Bách Xuyên có thể giết chết hắn. Cả Lâm, cậu vào nhà kho trước đi, tôi đi xem một chút. Trừng mắt nhìn Hầu Thành một cái, Dương Bách Xuyên nói với Cả Lâm một tiếng. Vậy được, anh, phải cẩn thận một chút. Có chuyện thì, gào gào lên, em báo cảnh sát. Yên tâm, tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Hai người vừa cười nói vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, Dương Bách Xuyên trực tiếp đi tới phòng làm việc của Trương Mập. Đến trước cửa phòng làm việc anh cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào, từ tình huống tối nay mà suy ra, Trương Mập và Hoa Văn đã thông đồng với nhau. Nếu Trương Mập đã đào một cái hố cho anh thì anh cũng không cần phải lễ phép với Hoa Văn làm gì. Sau khi đẩy cửa bước vào, trước mặt Dương Bách Xuyên là 4 người đang ngồi trên ghế sofa, một người trong đó chính là Hoa Văn, mái tóc 7 sắc cầu vồng rất nổi bật. Mà Trương Mập đang ngồi ở phía đối diện, tay cầm một ly rượu cười xòa với mấy người khác. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi vào, Trương Mập liền sụ mặt nói, Dương Bách Xuyên, cậu vẫn còn là sinh viên đại học sao? Vào phòng mà không biết gõ cửa à? Cậu không hiểu phép lịch sự cơ bản sao? Nhìn cảnh Trương Mập và Hoa Văn đang ngồi uống rượu, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng xác định chính là Trương Mập và Hoa Văn lừa mình tới đây, xem ra người mà Nguyễn Văn Hạo muốn tìm tới chính là Hoa Văn,
Hoa Văn thật sự muốn thu thập mình. Nghe được Trương Mập mắng, Dương Bách Xuyên cười nhạt, lễ phép là dành cho người, anh không xứng, Trương Mập anh dám lừa tôi thì còn mong tôi lễ phép với anh sao? Phát tiền thưởng là giả, nói dối tôi là thật, bây giờ tôi tới rồi anh có chuyện gì thì mau nói đi. Dương Bách Xuyên, bây giờ ông đây chính thức thông báo với cậu rằng cậu đã bị sa thải, không liên quan gì đến quán bar của chúng tôi nữa. Trương Mập nói với vẻ mặt u ám. Ồ, đuổi tôi đơn giản vậy sao? Trả tiền lương cho tôi. Dương Bách Xuyên cười nhạt nhìn Hoa Văn. Trương Mập tức giận, tối hôm qua cậu đánh thiếu gia nhà họ Nguyễn khiến tôi gặp nhiều phiền toái, còn mong được trả tiền công sao, nằm mơ đi. Dương Bách Xuyên trong lòng thở dài, đúng là Nguyễn Văn Hạo. Lúc này, Hoa Văn đứng dậy, tay cầm ly rượu đi đến trước mặt Dương Bách Xuyên giễu cợt nói, thằng nhóc này lá gan cũng lớn đây, thiếu gia nhà họ Nguyễn mà cũng dám khiêu chiến. Cậu là người đầu tiên trong thành phố này dám làm chuyện đó, cậu có biết là cậu đã gây ra chuyện lớn gì rồi không? Biểu hiện của Dương Bách Xuyên nhìn Hoa Văn không thay đổi chút nào, anh nheo mắt hỏi, chuyện gì lớn vậy? Hoa Văn ảm đạm nói, thiếu gia muốn tôi khiến cậu tuyệt tử tuyệt tôn, chuyện này cũng không có gì to tát đâu, ha ha ha. Chà, đó là một việc lớn, nhưng có lẽ anh sẽ không làm được đâu, bởi vì tôi sẽ tiêu diệt anh trước khi anh định làm bất cứ điều gì, anh tin không? Giờ phút này Dương Bách Xuyên nghiêm túc nhìn Hoa Văn. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn tự tìm cái chết đấy à? Hoa Văn bất ngờ ném ly rượu trên tay về phía Dương Bách Xuyên, đá vào bụng Dương Bách Xuyên, hắn nói với ba người phía sau, làm đi, hủy bỏ tứ chi của anh nó. Dương Bách Xuyên nghiêng đầu để tránh ly rượu của Hoa Văn, sau đó tiến lên phía trước đá vào bắp chân của Hoa Văn. Rắc rắc, một âm thanh xương gãy vang lên trong phòng. Ngay sau đó Hoa Văn ngã ngồi trên mặt đất, hắn ôm bắt chân kêu gào thảm thiết, a. Một tiếng xương gãy giòn rụm vang lên trong phòng, Hoa Văn lập tức ngã ngồi trên mặt đất, ôm lấy cẳng chân kêu la thảm thiết, a. Vài tên bên phía Hoa Văn chạy tới vây lấy Dương Bách Xuyên, lại bị anh không chút nương tay quăng hết ra ngoài. Ầm ầm ầm, a. Liên tiếp vài tiếng và đập nặng nề vang lên, đám người đồng loạt ngã khụy. Lần lượt bốn người thân thể cường tráng lại bị Dương Bách Xuyên coi như người giấy, chỉ tốn có vài chục giây đã hạ gục tất cả. Sức lực và cả sự nhanh nhẹn của Dương Bách Xuyên đặt lên đám người này, có cảm giác như anh đang ra oai bắt nạt bọn họ. Đừng nhìn đám người xã hội đen này khi đánh người có chút tàn nhẫn. Kỳ thực những người mà bọn chúng bắt nạt đều là người bình thường lá gan nhỏ. Nhưng gặp phải người như Dương Bách Xuyên xem như bọn họ đụng đầu vào ván sắt, chân tay xương cốt bị bẻ gãy là chuyện hết sức bình thường. Trong mắt Dương Bách Xuyên, đám người này so với người bình thường không có điểm gì khác biệt. Đều có hai tay hai chân, sức lực cũng chỉ có như vậy, nói cho cùng cũng chẳng phải người biết võ gì. So sánh bọn họ với đám học sinh như Dư Thiệu Cương thì không khác nhau là mấy. Khác biệt duy nhất có lẽ là sự đối xử tàn nhẫn. Dĩ nhiên Dương Bách Xuyên xuống tay với bọn họ 10 phần tàn nhẫn, bởi vì đám người này là lũ xấu xa, coi chuyện bắt nạt người dân thường làm vinh quang. Cho nên không thể trách Dương Bách Xuyên xuống tay không lưu tình được. Trong một chốc lát ngắn ngủi, những tên cùng phe với Hoa Văn tất cả đều bị gãy xương nằm dạp tại chỗ. Dương Bách Xuyên sửa sang lại quần áo một chút, nhấc chân đi tới bên cạnh Hoa Văn, khóe môi câu lên tủm tỉm, trước khi ra tay, tao đã nói trước tao sẽ bẻ gãy chân của mày. Không tin sao? Hoa Văn ôm cẳng chân, mặt âm ngoan, mồ hôi chảy dòng từ đỉnh đầu xuống. Ánh mắt hắn nhìn Dương Bách Xuyên có chút kiêng kỵ, nhưng bên ngoài lại mạnh miệng nói, những thằng như mày muốn giết tao, tao lại không chết, nhưng tất cả chúng nó đều biến mất khỏi thành phố này. Hoa Văn tao từ năm 15 tuổi bước ra đời chưa từng biết sợ ai đâu. Ha ha, Dương Bách Xuyên cười, những tên giống Hoa Văn tự lăn lộn mà làm ra tên tuổi chính xác là một kẻ liều mạng tàn nhẫn. Bằng không ngày hôm nay hắn cũng không có giang tiếng như vậy. Nhưng mà, đó là chuyện trước kia. Dương Bách Xuyên thân là sinh viên khoa lịch sử, đã từng xem qua rất nhiều tư liệu về các vị danh nhân, võ tướng, vô số hãn tướng mãnh tướng NB đều nghiên cứu qua. Rất nhiều người trước khi thành danh đều là những kẻ điên không muốn sống. Hơn nữa đa số đều thành danh khi còn rất trẻ tuổi. Đợi một khoảng thời gian sau, khi đã an ổn cuộc sống, thiên hạ cũng thái bình, khi ấy ai là không tiếc mạng. Tuổi trẻ không muốn sống, nói trắng ra đó là suy nghĩ ngu ngốc. Khi vận khí tốt xoay người liền thành danh, chờ đến khi đã thấu hiểu nhân sinh lại quay đầu nhìn lại, có mấy ai nghĩ lại mà không sợ.
Giờ phút này trong mắt Dương Bách Xuyên tên Hoa Văn kia chính là loại người liều chết như vậy. 15 tuổi đã bước chân ra đời, là nghé con không sợ hổ. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn đã sắp 30 tuổi, hơn nữa còn là đại ca nhóm xã hội đen nổi danh khắp đầu đường xó chợ, thuộc hạ bên dưới cũng là kẻ có tiền. Hoàn toàn khác biệt với thời trẻ liều mạng không muốn sống. Dương Bách Xuyên hoàn toàn không tin. Nhìn ánh mắt thâm độc của Hoa Văn, ý cười trên môi Dương Bách Xuyên càng sâu. Anh bỗng nhiên nhấc chân dẫm lên cái chân nguyên vẹn còn lại của Hoa Văn. Răng rác. A. À. Hoa Văn kêu thảm thiết như tiếng heo bị chọc tiết. Nhưng dường như Dương Bách Xuyên còn chưa xong việc. Anh cầm chai rượu vang đỏ trên bàn, nhằm thẳng đầu Hoa Văn mà hạ xuống. Bang. Chai rượu vang vỡ toang trên đầu Hoa Văn, đầu hắn cũng vì thế mà nở hoa tan tác. Sau đó, Dương Bách Xuyên nắm một mảnh vỡ sắc bén kề sát vào cổ Hoa Văn, một lần nữa tủm tỉm nói, Hoa Văn, tao từng nghe nói qua mày quả thực rất uy phong. Nghe nói ở khu hoa hồ này mày làm bảo kê cho rất nhiều vũ trường. Chuyên ép buộc đám học sinh nam dâng lỗ đít cho khách của chúng mày. Trong trường học của tao có vài người là nạn nhân của mày. Con mẹ nó. Mày có biết mày đã hủy diệt cuộc đời bọn họ hay không? Đám học sinh của cả một vùng này mày cũng không tha. Mày nha, bước chân ra khỏi cửa mà không bị xe đâm chết vẫn còn sống sờ sờ ở đây, chứng tỏ sổ sinh tử đã bỏ quên mày, hay là do ông trời không có mắt nên bỏ qua cho mày? Nào có đạo lý ấy? Mày nói xem tao có dám chọc một cái vào cổ họng mày, sau đó hứng cho mày một ly rượu máu uống thử hay không? Bang bang bang! Trên đầu Hoa Văn máu chảy đầm đìa, vẻ mặt thì trắng bệch cắt không ra giọt máu, hai hàm răng đánh vào nhau kêu lập cập. Đúng như Dương Bách Xuyên đoán, hắn ta vẫn rất sợ chết. Người anh em, à không, anh Xuyên, xin anh giơ cao đánh khẽ. Thằng em có mắt như mù không nhìn thấy Thái Sơn. Tôi đây cũng chỉ là người nhận tiền làm việc, Nguyễn Văn Hạo cho tôi 20 vạn để xử lý cậu, chuyện kia, tôi sẽ kể hết cho cậu, chỉ xin cậu buông tha cho tôi. Hoa Văn rốt cuộc cũng túng quẫn, mở miệng cầu xin. Nhưng mà hắn cũng không còn cách nào khác, miếng thủy tinh trong tay Dương Bách Xuyên đã cắt một vết trên da hắn, máu bắt đầu chảy ra. Lại thêm hai chân vừa bị Dương Bách Xuyên giẫm gãy, đầu rách một vệt. Hắn hoảng sợ, đối với sự tàn nhẫn của Dương Bách Xuyên thì vô cùng kinh hãi, uy phong khi trước biến mất không còn một mảnh. Hắc hắc, Hoa Văn, trước không nói đến tiền, tao chỉ hỏi một câu, mày có sợ chết không? Thành thật nhớ lại những gì mày đã từng làm, sau đó lập tức viết hết ra đây. Dương Bách Xuyên cầm mảnh vỡ sắc nhọn đang đè trên cổ Hoa Văn ra, khuôn mặt nghiêm túc hỏi hắn. Vào khắc này, nội tâm Hoa Văn đã hỏng bét, hắn nhìn bộ dạng nghiêm túc của Dương Bách Xuyên liền cảm thấy tên này chính là kẻ điên, một tên tâm thần. Miệng Hoa Văn bắt đầu rên rỉ cầu xin, không chỉ vậy, thanh âm còn mang theo chút nức nở, ngài Xuyên à, ngài buông tha cho tôi đi, tôi sợ chết. Thật sự sợ hay chỉ giả vờ? Dương Bách Xuyên hỏi. Thật sự sợ. Hoa Văn run giọng nói. Một mùi nước tiểu sộc thẳng vào mũi Dương Bách Xuyên, anh biết lần này sự sợ hãi đã khắc sâu vào xương cốt Hoa Văn. Lần sau nếu tên này muốn tìm mình gây phiền toái chắc hẳn sẽ phải cân nhắc. Thấy mục đích đã đạt được, Dương Bách Xuyên đem chai rượu rỗng trong tay quẳng đi. Anh đương nhiên sẽ không giết Hoa Văn, làm như vậy là phạm pháp, anh sống còn chưa đủ đâu. Ra tay tàn nhẫn như vậy chính là muốn hù dọa tên kia mà thôi. Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua thẻ ngân hàng trên tay Hoa Văn, thuận tay đánh bóp lên đầu hắn một cái, mày con mẹ nó cho rằng tao ngốc. Mang tiền mặt tới đây, bồi thường cho tao tiền thuốc men, cả tiền tổn thương tinh thần nữa. Trong lòng Hoa Văn trộm mắng, mày mà cũng đòi tiền thuốc men. Rõ ràng người bị thương là tao. Nếu Dương Bách Xuyên đã không muốn cầm thẻ, Hoa Văn hắn chỉ có thể móc tiền mặt đưa tới. Trên người hắn chỉ còn 4.000 tiền mặt đưa cho Dương Bách Xuyên, lại thấy Dương Bách Xuyên khẽ hừ một tiếng. Hoa Văn không thể làm gì khác chỉ có thể lột sạch tiền trên người đám đàn em, vẻ mặt đau khổ nói, ngài Xuyên, trên người anh em chúng tôi chỉ có từng này tiền. Tiền thuốc men này, Dương Bách Xuyên yên tâm nhận cho vào túi quần. Thật ra nhận tiền của đám người Hoa Văn khiến anh cảm thấy không hề áp lực. Cút đi, quay về nói với Nguyễn Văn Hạo rửa sạch sẽ cổ chờ tao. Sẽ có ngày ông đây cho hắn nhớ kỹ. Hoa Văn nghe thấy tiếng cút đi thì vội vàng hạ lệnh cho đám đàn em nhanh chóng dìu hắn đi. Chợt nghe thấy câu sau mà Dương Bách Xuyên nói, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng, ngài Xuyên có lẽ không biết,
Nguyễn Văn Hạo bị ngài phế đi thằng nhỏ đã vội vàng tới Bắc Kinh để chữa trị. Đoán chừng khoảng thời gian này hắn sẽ không có mặt ở thành phố này. Ách Dương Bách Xuyên có chút sửng sốt, anh cẩn thận nhớ lại, hình như tối qua lúc cứu Liễu Linh Linh, anh có đá một cú vào hạ thân của Nguyễn Văn Hạo. Chẳng lẽ thật sự bị anh đá đến hỏng rồi? Chuyện cũng đã làm rồi, Dương Bách Xuyên cũng không để trong lòng, liền phất tay cho đám Hoa Văn rời đi. Ngay sau đó anh quay đầu nhìn về phía giám đốc Trương Mập Mạp. Trương Mập, chúng ta cũng nên tính sổ một chút, mẹ nó anh cố ý dẫn tôi tới đây để cho đám Hoa Văn đánh. Nếu không phải trên người tôi có chút sức lực thì đêm nay tôi chết chắc rồi. Chuyện này anh định tính thế nào? Khuôn mặt anh lúc này không còn tủm tỉm như khi nói chuyện với Hoa Văn nữa, ngược lại khi đối mặt với tên Trương Mập này, sắc mặt Dương Bách Xuyên âm u lạnh lẽo đến cực điểm. Trương Mập đã sớm nhìn thấy thủ đoạn đối phó với Hoa Văn của Dương Bách Xuyên, anh ta sợ tới nỗi suýt nữa thì bệnh tim tái phát. Lúc này nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Dương Bách Xuyên, mặt mũi anh ta trắng bệch. Giọng nói run rẩy, Dương Bách Xuyên, tôi cũng không thể làm khác được. Hoa Văn bảo kê quán ba, tôi, rất xin lỗi cậu. Đây là 2 vạn, hy vọng cậu đại nhân bỏ qua cho kẻ hèn là tôi. Sau này ở quán ba tôi để cậu lên làm nhân viên chính, có được không? Hừ, ai hiếm lạ mấy đồng tiền này của anh, đem lương của tôi và cả Lâm thanh toán hết tới đây. Từ nay chúng ta không ai nợ ai. Dương Bách Xuyên ngẫm lại. Cuối cùng vẫn không muốn cũng tên Trương Mập này tiếp tục so đo. Công việc này trước kia là Trương Mập nhìn chúng rồi tuyển anh, cho anh cơ hội kiếm chút tiền sinh hoạt phí trang trải việc học. Chỉ bằng điều này, việc hôm nay Trương Mập gài bẫy anh coi như thanh toán sòng phẳng. Anh sẽ không ở lại quán ba tiếp tục làm việc nữa. Mà sau khi anh rời đi, cả Lâm ở lại chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Chỉ bằng nhân lúc này anh đòi nốt tiền lương rồi dẫn cả Lâm cùng rời đi. 2 vạn tiền kia Dương Bách Xuyên cũng không động tới, anh chỉ muốn lấy đủ lương của mình. Xem như là nhìn vào nhân tình trước kia Trương Mập giúp anh tìm một công việc. Bên ngoài cửa quán bar, Dương Bách Xuyên đưa cho cả Lâm 5.000 tệ. Kỳ thực lương của cả Lâm chỉ có 3.000 tệ, nhưng đêm nay Dương Bách Xuyên lấy từ trên tay Hoa Văn 9.000, lại có 6.000 tiền lương mà Trương Mập đã quyết toán. Tổng cộng anh có 1.5 vạn, cho cả Lâm 5.000 cũng không phải làm quá. Cả Lâm, cậu có trách tôi không? Xuyên, anh Xuyên nói cái gì vậy? Em, mẹ nó đã sớm không muốn làm. Anh đi rồi em tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm. Anh giúp em đòi được tiền lương, em muốn cảm tạ anh, còn chưa kịp, sao lại trách anh được? Lại nói, năm nay nhà em nhận thầu mấy chục mẫu đất, đủ loại dược liệu. Tháng sau là có thể kiếm được một khoản tiền, em không cần ở lại đây làm thêm nữa. Cả Lâm hứng khởi nói. Dương Bách Xuyên cười, được, chỉ cần cậu không trách tôi là tốt rồi. Đi, tôi mời cậu ăn đêm. Vẻ mặt cả Lâm hào sảng, được, em mời anh. Cả hai tới chợ đêm ăn xiên que nướng, uống bia. Điện thoại của Dương Bách Xuyên chợt reo lên, vừa nhìn liền thấy cái tên Liễu Linh Linh trình ình trên đó. Di động reo lên một hồi, Dương Bách Xuyên bắt máy. Còn chưa kịp mở miệng nói. Liễu Linh Linh đã vội nói trước một câu khiến anh phun hết sạch bia trong miệng. Đến chợ đêm ăn xiên nướng, gọi bia xong, vừa mới uống thì điện thoại của Dương Bách Xuyên lại đổ chuông, cầm lên vừa nhìn lại là Liễu Linh Linh gọi tới. Vừa bấm nghe điện thoại, Dương Bách Xuyên còn chưa mở miệng, Liễu Linh Linh đã nói ra một câu làm cho Dương Bách Xuyên mới uống vào miệng một ngụm bia đã phun ra hết. Dương Bách Xuyên ở đâu? Bà dì của bà đây mới đến, mau đến đây chữa bệnh cho tôi. Trong điện thoại Liễu Linh Linh vừa há mồm đã hủy diệt hình tượng nữ thần trong lòng Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên phát hiện mình quen biết Liễu Linh Linh chính là sai lầm, phiền phức cứ liên tục tìm đến anh. Đêm nay nếu không phải anh có bản lĩnh khác người thường, đoán chừng phải giải thích ở quán bar, tất cả ngọn nguồn của việc này đều là vì anh hùng cứu mỹ nhân, cứu Liễu Linh Linh cô chọc đến Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ, thậm chí trêu chọc đến cậu hai Nguyễn Văn Hạo này. Tóm lại hoa khôi trường này chính là hồng nhan họa thủy. Nghe được giọng điệu của cô trong điện thoại giống như gọi người giúp việc, Dương Bách Xuyên tức giận nở nụ cười, không chút khách sáo trả lời, người thân của cậu đến thì liên quan mẹ gì đến tôi chứ, cũng không cần tôi phải đến, anh đây đang ăn khuya không có thời gian để ý tới cậu. Dương Bách Xuyên, cậu không chịu trách nhiệm, tôi phải đi nói với cô U Dương là cậu vô lễ với tôi. Trong điện thoại, Liễu Linh Linh đột nhiên điềm đạm đáng thương kèm theo tiếng khóc nức nở nói.
Dương Bách Xuyên lập tức thấy đau đầu, cũng không phải đau đầu vì bị Liễu Linh Linh uy hiếp, mà là vì cô giáo U Dương trong miệng cô. Cô giáo U Dương trong miệng Liễu Linh Linh có tên đầy đủ là U Dương Ngọc Thanh, là giáo viên mà Dương Bách Xuyên tôn trọng nhất. Bởi vì gia cảnh nghèo khó, lúc Dương Bách Xuyên vừa mới lên đại học, U Dương Ngọc Thanh đều đã giúp đỡ anh. Ở trước mặt U Dương Ngọc Thanh, Dương Bách Xuyên cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có, sau này anh mới biết được có chút giống sự ấm áp của mẹ. Mặc dù U Dương Ngọc Thanh chỉ mới 28 tuổi, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có loại cảm giác này. Anh cũng hay trốn học giống như các bạn học khác, nhưng có lớp học của U Dương Ngọc Thanh, anh lại chưa từng trốn tiết. Diện mạo của U Dương Ngọc Thanh vô cùng xuất chúng, là cô giáo được công nhận trong toàn trường. Tiết học của cô ấy thường xuyên hấp dẫn học sinh các khoa khác tới học. Có một lần có hai học sinh khoa khác, lén lút có ý định giở trò đổi bại với U Dương Ngọc Thanh, sau khi bị Dương Bách Xuyên nghe được, Dương Bách Xuyên từ trước đến nay ở trong lớp rất khiêm tốn, kiệm lời, ít đánh nhau lại đánh hai học sinh dám nói những lời dơ bẩn về U Dương Ngọc Thanh. Từ đó về sau cả lớp đều biết Dương Bách Xuyên rất tôn trọng và bảo vệ U Dương Ngọc Thanh. Liễu Linh Linh nói những lời này chẳng khác nào bóp cổ Dương Bách Xuyên. Sau khi phản ứng lại, Dương Bách Xuyên nổi trận lôi đình, Liễu Linh Linh, cậu bị bệnh thần kinh à, ông đây vô lễ với cậu lúc nào. Đừng nói lung tung thế. Trong điện thoại, Liễu Linh Linh cười khanh khách không ngừng, nói, mẹ nó. Sáng sớm hôm qua cậu nhìn thấy hết cơ thể của bà đây rồi, đây là vô trách nhiệm, cậu nói xem, nếu bà đây nói cho cô giáo U Dương biết tôi đã ngủ trên giường cậu đã thấy hết thân thể của tôi, vậy cô giáo U Dương còn tin tưởng cậu sao? Hay tin tôi nhỉ, ha ha. Lần này, Dương Bách Xuyên không còn gì để nói, tức giận cắn răng, quả thật Liễu Linh Linh đã ngủ trên giường của anh, cũng thật sự anh đã xem qua cơ thể của Liễu Linh Linh, nhưng mẹ nó, đó đều là chuyện ngoài ý muốn, không phải cố ý mà. Nhưng Dương Bách Xuyên tin tưởng, Liễu Linh Linh thật sự đi nói những lời này với cô giáo U Dương sẽ tin tưởng Liễu Linh Linh. Hơn nữa Dương Bách Xuyên vô cùng để ý U Dương Ngọc Thanh sẽ nghĩ gì về mình. Suy nghĩ một hồi, Dương Bách Xuyên, hoảng sợ. Cắn răng nói, có người nào ở bên cạnh cậu không? Hi hi, Lâm Hoan và Tiểu Bối đều ở đây. Liễu Linh Linh nghe ra Dương Bách Xuyên chịu thua nên đắc ý không thôi. Bảo Lâm Hoan nghe điện thoại để ông đây bảo cô ấy massage bấm huyệt cho cậu, có thể giảm bớt đau đớn, đợi ngày mai có thời gian tôi sẽ châm cứu cho cậu, ông đây nợ cậu. Dương Bách Xuyên không có cách nào chống lại Liễu Linh Linh. Tức thì, Lâm Hoan nhận điện thoại, Dương Bách Xuyên ở trong điện thoại dạy cô ấy cách xoa bóp cho Liễu Linh Linh, đương nhiên là tìm huyệt vị, mặc dù hiệu quả không tốt bằng Dương Bách Xuyên tự mình đến, nhưng tìm huyệt vị trên người đối với Lâm Hoan không thành vấn đề, có Dương Bách Xuyên chỉ đạo rất nhanh đã nằm được cách giải quyết tốt. Điện thoại của Liễu Linh Linh đang được mở loa ngoài, cô, Lâm Hoan cộng thêm một tiền tiểu bối còn có một người bạn cùng phòng trong ký túc xá của các cô, bốn người nói chuyện phiếm trong điện thoại. Chủ yếu là bốn người các cô đang nói chuyện, Dương Bách Xuyên ở trong điện thoại hướng dẫn Lâm Hoan massage bấm huyệt giúp Liễu Linh Linh giảm đau, mấy người các cô ở trong điện thoại nói chuyện ồn ào. Dương Bách Xuyên nghe được tiền tiểu bối ở đầu dây bên kia khoe khoang với một người bạn cùng phòng khác, nói Dương Bách Xuyên quả thực là thần y. Ngày hôm qua xoa bóp cho cô ấy vài cái mà đau đớn do bà dì mang đến hoàn toàn biến mất, cô ấy còn thoải mái ngủ thiếp đi. Lúc này, Dương Bách Xuyên nghe được một giọng nói khác nói, tiểu bối, cậu sẽ không thích cậu ta đấy chứ, ha ha. Tôi mới không thích, đồ đáng chết nhà cậu tiền tiểu bối ở trong điện thoại nguyền rủa, truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc, cả ký túc xá đều đang cười vui vẻ. Dương Bách Xuyên nghe bọn họ trò chuyện qua điện thoại, trong lúc nói chuyện phiếm, trên trán anh nổi đầy hắc tuyến và mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, nữ sinh đùa giỡn có thể quăng nam sinh vào cả trăm con đường mà. Bất chi bất giác Dương Bách Xuyên thất thần, lúc này Lâm Hoan ở điện thoại nói, Dương Bách Xuyên, cậu cứ nói tiếp đi chứ, ấn xong huyệt bách hội rồi làm gì tiếp. Dương Bách Xuyên phản ánh lại, thầm mắng tiền tiểu bối và cái người tên là Thục Tuệ gì đó một tiếng, vội vàng nói tiếp cho Lâm Hoan. Khoảng 5 phút sau, điện thoại truyền đến tiếng kêu của Liễu Linh Linh, là tiếng rên kiểu thoải mái sau khi xoa bóp. Dương Bách Xuyên sắp điên rồi, em gái nhà cậu. Chỉ là bấm huyệt vị mà thôi có cần phát ra tiếng rên như vậy không? Tiếng kêu của cô ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc Dương Bách Xuyên chỉ đạo Lâm Hoan, cuối cùng anh nhìn xuống hét lên vào điện thoại, Liễu Linh Linh, cậu có thể đừng kêu rên như thế nữa được không? Ông đây đang trị bệnh, nghiêm túc một chút được không?
ha ha ha. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười điên cuồng của đám người Tiền tiểu bối. Em gái nhà cậu, mặc kệ. Lại một lần nữa nghe được giọng nói cố ý trêu chọc như búp bê sứ của Tiền tiểu bối, Dương Bách Xuyên rốt cục chịu không nổi trực tiếp cúp điện thoại, dù sao cơn đau của Liễu Linh Linh cũng đã giảm bớt, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Nếu nghe tiếp, anh sợ thật sự sẽ nhìn không được phát điên mất. Trên trán Dương Bách Xuyên đổ đầy mồ hôi, không phải mệt mà là bị mấy yêu tinh dọa sợ, cho dù là anh có thèm muốn nữ sinh, nhưng vẫn có một nhận thức rõ ràng, nhất là đám người Liễu Linh Linh này, trong lòng thầm hạ quyết tâm sau này phải tránh xa bọn họ, mẹ nó, quá đáng sợ. Trong đầu cứ quanh quẩn tiếng rên rỉ của Liễu Linh Linh, cả người Dương Bách Xuyên đều đang nóng lên giống như chạy 3 cây số rồi vậy. Anh hít sâu một hơi để cho mình tĩnh tâm lại, vừa quay đầu lại thì phát hiện mặt Cà Lam đỏ đến mang tai đang nhìn anh. Giờ phút này vẻ mặt ửng hồng của Cà Lam đang sững sờ nhìn Dương Bách Xuyên nói, Xuyên, Xuyên Xuyên, anh Xuyên, không ngờ, anh còn có, sở thích như vậy, wow, anh đã nghe nói từ lâu, bây giờ trên WeChat có rất nhiều, có loại dịch vụ này, Kakao, có thể trò chuyện qua điện thoại, cho, mau cho em một cái WeChat đi, em, cũng nói chuyện. Giờ phút này vẻ mặt Cà Lam đang rất chờ mong. Dương Bách Xuyên hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại, chờ anh phản ứng lại, mới hiểu được Cà Lam nghe được tiếng rên của Liễu Linh Linh trong điện thoại vừa rồi, lại tưởng thành một số người làm ăn trên WeChat. Vẻ mặt anh lập tức nổi đầy hắc tuyến nhìn Cà Lam, giơ tay lên đánh vào đầu cậu ta, giận dữ gào thét, cho em gái nhà cậu á, anh trai đây đang chữa bệnh cho người ta đấy. Ha ha, Xuyên Xuyên, anh Xuyên, em hiểu, thôi bỏ. Anh giữ lại một mình đi, nhưng nhớ chú ý đến cơ thể nha. Cà Lam bày ra bộ dáng cậu ta cái gì cũng biết. Dương Bách Xuyên. Dứt khoát không giải thích, càng giải thích càng sai, đứa nhỏ này không cứu được nữa. Sau đó hai người bắt đầu ăn thịt xiên và uống hết một thùng bia, chủ yếu là Dương Bách Xuyên uống nhiều. Anh phát hiện từ khi cơ thể bị sư phụ tẩy tủy tẩy lông, tửu lượng cũng tăng lên, trước kia uống bia nhiều nhất là 3 chai. Đêm nay cả két bia mà một mình anh đã uống hết 8 chai, nhưng lại không cảm thấy say chút nào. Ăn uống xong hai người lại tự mình đi về, Dương Bách Xuyên nói với Cà Lam, sắp tốt nghiệp rồi, đến thời kỳ thực tập rồi, trong khoảng thời gian này không nên đi làm thêm nữa, viết luận văn tốt nghiệp thật tốt, tiền trong tay cứ giữ lại, tìm một đơn vị thực tập tốt hơn rồi nói sau. Mà bản thân anh cũng nghĩ như vậy, trong nhà có bà nội sức khỏe không tốt, em gái còn đang học trung học. Bọn họ vẫn luôn hy vọng sau khi tốt nghiệp đại học mình tìm được một công việc đàng hoàng. Cho nên Dương Bách Xuyên đặt cho mình một mục tiêu, trong khoảng thời gian này phải nghiên cứu chuyện tu luyện thật tốt, hơn nữa còn phải tìm đơn vị thực tập thích hợp. Sau khi trở lại phòng trọ, Dương Bách Xuyên cũng không buồn ngủ, anh ngồi khoanh chân trên giường, dựa theo những gì sư phụ truyền thụ trong đầu và bắt đầu tu luyện càn khôn tạo hóa quyết. Bước đầu tiên tu chân, cảnh giới đầu tiên chính là luyện khí kỳ, tổng cộng có 9 tầng. Đầu tiên phải cảm nhận được linh khí tồn tại trong trời đất, dẫn dắt linh khí vào trong cơ thể, rèn luyện kinh mạch huyết cốt. Luyện khí kỳ chính là một quá trình rèn luyện kinh mạch trong cơ thể, mỗi khi tăng lên một tầng, năng lượng của cơ thể cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đạt tới luyện khí kỳ tầng 9 là có thể có được vạn cân sức mạnh, cũng có thể thi triển ra một số pháp thuật nhỏ. Tâm trí khống chế linh đài, sau khi tĩnh tâm lại, Dương Bách Xuyên cẩn thận đi cảm nhận không gian xung quanh. Mới đầu không có bất kỳ cảm giác nào, anh cũng không vội vàng nóng nảy mà cẩn thận hồi tưởng lại một lượt sau khi tu luyện công pháp, thử đến lần thứ 2, hết lần này đến lần khác, kiên trì không ngừng. Bất chi bất giác, lúc tia nắng đầu tiên ở phương đông dâng lên, sắp có điểm lành. Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy cả người chấn động, sau một khắc trên mặt anh xuất hiện ý cười, cảm khí thành công rồi. Bất chi bất giác, lúc tia nắng đầu tiên ở phương đông dâng lên, sắp có điểm lành. Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy cả người chấn động, sau một khắc trên mặt anh xuất hiện ý cười, cảm khí thành công rồi. Linh khí của trời đất xung quanh vô cùng mỏng manh, nếu không phải cơ thể của Dương Bách Xuyên đã được sư phụ cải tạo thì rất khó cảm nhận được. Trong trái đất, linh khí trời đất mỏng manh như có như không, dựa theo công pháp đã ghi chép lại mà sư phụ truyền, lúc cảm nhận được linh khí trời đất giống như là tiến vào trong nước biển, bao bọc xung quanh. Nhưng hiện giờ Dương Bách Xuyên cảm nhận được linh khí trời đất, một chút trạng thái ở phía đông một chút ở phía tây, mức độ linh khí thưa thớt đến nỗi có thể dùng lông phượng và sừng lân để hình dung. Tất nhiên anh cũng biết cái này có liên quan đến môi trường của trái đất,
những sự phát triển mạnh mẽ đã làm ô nhiễm môi trường gây ra sự thưa thớt của linh khí. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, mặc dù ít nhưng cảm nhận được linh khí thiên địa cũng là một khởi đầu tốt. Tiếp theo chỉ cần dựa theo công phu tu luyện, hút linh khí nạp vào trong cơ thể, hoàn thành một lượt chu thiên vận hành là có thể thành công. Sau khi lẩm nhẩm khẩu quyết công pháp trong đầu, từng tia linh khí trời đất tiến vào trong cơ thể anh. Tức khắc dẫn đường mở kinh mạch, dựa theo càn khôn tạo hóa quyết công pháp vận hành tuyến đường vận chuyển. 2 giờ sau, rốt cục cũng hoàn thành bố cục công pháp. Cả người Dương Bách Xuyên chấn động, mang theo ý cười mở hai mắt ra, hai luồng tinh quang ở trong tròng mắt chợt lóe rồi biến mất. Cảm nhận được một luồng chân khí tồn tại đan điền trong cơ thể, anh kích động lên. Luyện khí kỳ tầng 1, rốt cục cũng thành công. Lúc này anh lại ngửi thấy mùi hôi thối kỳ quái. Sau một khắc, Dương Bách Xuyên kêu lên quái dị rồi chạy vào toilet. Tu luyện cảnh giới đầu tiên của luyện khí kỳ chính là một quá trình rèn luyện thân thể. Tu luyện một đêm anh đã thành công đạt tới luyện khí kỳ tầng 1, hoàn thành một lần dập thể. Giờ phút này toàn thân anh đều là một lớp bụi nhờn dơ bẩn, phát ra mùi hôi thối làm cho chính anh suýt chút nữa nôn ra. Đây là tạp chất và độc tố trong cơ thể được rèn luyện ra, giúp kỹ năng của thân thể rèn luyện tăng lên một lần. Vào toilet rửa sạch bụi bẩn trên người, Dương Bách Xuyên đứng ở trước gương, nhìn thân thể mình có chút mê say. Anh không ngờ chỉ là tu luyện nhập môn, sau một lần rèn luyện thân thể, hiện tượng đầu tiên chính là làn da có thay đổi lớn. Giờ phút này làn da của hắn quả thực có thể so sánh với thiếu nữ, trắng nõn nhẵn nhụi, có kiểu mịn màng vô cùng ảo giác. Đờ cây em, đây là làn da khiến các cô gái không thể rời mắt nha, anh nhìn mình trong gương tự nói. Thế nhưng không thể nghi ngờ, ở trong cơ bắp có vẻ tinh tế của anh lúc này lại vô cùng cuồn cuộn, tu luyện luyện khí kỳ tầng 1, làm cho sức mạnh của hắn lại lần nữa tăng lên gấp bội rồi. Lúc trước có thể ôm lấy tảng đá lớn 300-400 cân, hiện giờ anh cảm giác 500 cân cũng không thành vấn đề. Đi ra khỏi toilet, tính toán thời gian, cũng đến giờ đi học rồi, anh lập tức đi xuống lầu và đi đến trường học. Từ phòng trọ đi một mạch tới trường học. Dương Bách Xuyên phát hiện hôm nay tỷ lệ thu hút của anh rất cao, có rất nhiều nữ sinh nhìn về phía anh, điều này làm cho anh rất đắc ý. Nhưng lúc đến lớp học, anh lại không thể cười. Bởi vì ánh mắt của một bạn học trong lớp nhìn về phía anh tràn ngập tinh quang. Không có gì kỳ lạ, nhưng, bạn học này BD sao? Tên là Tề Đại Băng nhưng tính cách không hề phù hợp với cái tên chút nào, cách nói chuyện, làm việc thậm chí là cách ăn mặc. Tề Đại Băng đều dựa theo tiêu chuẩn nữ sinh mà làm, cho nên tất cả mọi người đều gọi anh ta là BD. Dương Bách Xuyên vừa mới ngồi xuống, BD lập tức đi tới, nâng bàn tay xinh đẹp lên chỉ nói, Dương Bách Xuyên, hôm nay trông làn da của cậu có vẻ rất mềm mại nha, cậu dùng mặt nạ dưỡng da gì thế, có thể nói cho người ta biết được không? Trong lúc nói chuyện, một tay của BD lại sờ lên mặt Dương Bách Xuyên. Tóc Dương Bách Xuyên đều dựng thẳng hết lên. Vội vàng né tránh nói, thằng BD chết bầm nhà cậu, chết đi, dám sờ mặt ông đây à, tôi giết chết cậu bây giờ. Làn da của ông đây là hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng mặt nạ dưỡng nhé, đi đi, đi tìm người khác hỏi đi. BD ghét bỏ mắng chửi Dương Bách Xuyên không biết quan tâm chút nào, nhưng vẫn sáp lại nói một chút đi, nói cho người ta cách cậu chăm sóc da đi, làn da của cậu thật sự rất trắng mịn nha. Tôi đi đây mẹ nó, cậu đi chết luôn đi. Ông đây sợ cậu rồi đấy, cả người Dương Bách Xuyên nổi hết cả da gà, đối diện với một người đàn ông nũng nịu nói chuyện với mình, là đàn ông bình thường đều sợ hãi. Được rồi, cậu mau nói cho người ta biết đi, hôm nào người ta mời cậu ăn cơm. Vẻ mặt BD chờ mong. Dương Bách Xuyên đột nhiên đảo tròng mắt qua, nghiêm túc nhỏ giọng nói, thật ra ông đây dùng nước tiểu của con trai để rửa mặt đấy. Chết tiệt, chán ghét. Không nói thì thôi, bàn tay xinh đẹp của BD phất lên mắng chửi một câu, cuối cùng bỏ đi, anh ta nghĩ thầm làm sao có thể dùng nước tiểu rửa mặt chứ. Có điều mắng thì mắng, nhưng trong đầu BD lại bắt đầu bán tín bán nghi, từ nhỏ đã từng nghe nói nước tiểu của con trai là thuốc đông y, có lẽ Dương Bách Xuyên không gạt người, nếu không buổi tối mình thử xem nhỉ. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt BD, Dương Bách Xuyên muốn mở miệng cười to, không lẽ thằng BD thật sự tin chuyện này. Cái tên âm dương này ở trong lớp nổi tiếng là cuồng chăm sóc mặt của mình. Chỉ chớp mắt đã nhìn thấy mấy nữ sinh vây quanh bên người BD nhỏ giọng nói thầm, nhưng thính giác của Dương Bách Xuyên lại vượt qua người thường, nghe rất rõ những gì bọn họ nói. Này,
BD, Dương Bách Xuyên nói cho cậu biết cách dưỡng da thế nào, nói cho chúng tôi biết đi. Đúng vậy, mau chia sẻ đi, tan học chúng tôi mời cậu ăn cơm. Chờ mấy nữ sinh hỏi xong, Dương Bách Xuyên nghe được BD nũng nịu nói, ôi chao, đều là chị em tốt cả, đương nhiên có thể chia sẻ rồi, tan học cùng nhau ăn cơm tôi nói cho các cậu biết. Nghe đến đây Dương Bách Xuyên muốn bật cười, không biết bọn họ có thể tin thật hay không, làm không cẩn thận ngày mai giáo viên sẽ ngửi thêm nhiều mùi nước tiểu hơn rồi. Dương Bách Xuyên này cảm thấy chuyện này nói không chừng đúng là có khả năng, tình yêu của các cô gái đối với sắc đẹp quả thực ngoài sức tưởng tượng. Nghĩ đến nữ sinh rất coi trọng làn da, Dương Bách Xuyên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, anh chợt nhớ tới trong điển tịch luyện đan sư phụ truyền thụ có phương thuốc chuyên môn nhắm vào việc luyện đan dung mạo. Tức thì, anh lục lọi trong đầu, Dương Bách Xuyên lập tức mừng rỡ. Không chỉ có, hơn nữa không dưới mấy trăm phương thuốc có liên quan đến phương diện dung mạo, nhưng hầu hết đều yêu cầu tu vi quá cao, hiện tại anh vẫn không làm được, hơn nữa một phần dược liệu đều không có trên trái đất. Sàng lọc một hồi, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng tìm được một phương thuốc thích hợp, thật ra nói đến cũng không tính là phương thuốc, chỉ có thể xem như một toa thuốc. Thế nhưng phương thuốc có thể bị sư phụ Vân Thiên Tà thu thập chắc chắn sẽ không quá tệ. Nhìn sơ qua thành phần nguyên liệu của công thức, đều là dược liệu hiện nay có thể tìm được trên trái đất. Lần này, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng có một kế hoạch kiếm tiền, nếu lấy phương thuốc này ra thì anh suy nghĩ thử về tình yêu sắc đẹp của các cô gái. Trong đầu Dương Bách Xuyên đã xuất hiện hình ảnh đếm tiền đến nỗi tay bị chuột rút. Ngay lúc anh đang ảo tưởng thì cửa phòng học mở ra, giáo viên vừa bước vào, trận ồn ào lập tức yên tĩnh lại, mỗi người đều đàng hoàng làm việc nghiêm túc, bộ dáng học sinh ba tốt. Kể cả Dương Bách Xuyên cũng thu hồi ý nghĩ đen tối và nhìn về phía bục giảng. Người giáo viên này chính là giáo viên được Dương Bách Xuyên tôn kính nhất U Dương Ngọc Thanh. Cả lớp đều coi cô ấy là nữ thần, không chỉ là người xinh đẹp, tri thức uyên bác, khí chất xuất chúng, mà bài học của Âu Dương Ngọc Thanh còn không hề bị khô khan chút nào, mỗi học sinh đều có thể trả lời được các câu hỏi của bài học, thậm chí là giảng dạy một chọi một. Vì vậy, không ai không tôn trọng cô ấy. Chỉ cần là giờ học của U Dương Ngọc Thanh, cả lớp sẽ không có ai vắng mặt, trừ phi có tình huống đặc biệt. Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua phòng học, thật sự phát hiện một người gặp tình huống đặc biệt nên không tới. Hôm nay, Liễu Linh Linh không đến lớp, trong lòng anh thầm nghĩ, không đúng nha, theo lý mà nói thì tối hôm qua sau khi Bảo Lâm Hoan đấm bóp cho cô ấy, cơn đau do bà dì của cô ấy đến hẳn là khỏi rồi chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, Liễu Linh Linh chắc là có chuyện khác. Chờ tan học gọi điện thoại hỏi thử xem sao. Trong vô thức, Dương Bách Xuyên lại có cảm giác coi Liễu Linh Linh như bạn tốt, cũng là do hai người có thể nói chuyện ăn ý với nhau, cũng là vì trước kia Dương Bách Xuyên tương đối quái gở nên ở trường học rất ít có bạn bè. Trên bục giảng, Âu Dương Ngọc Thanh sắp xếp lại tài liệu, lúc chuẩn bị giảng bài, đột nhiên điện thoại di động của cô ấy đổ chuông, cô ấy lên tiếng xin lỗi rồi đi ra khỏi cửa phòng học. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên nhìn thấy sắc mặt của Âu Dương Ngọc Thanh vô cùng khó coi, nguyên nhân là vì sau khi nhìn thoáng qua điện thoại. Sau khi Âu Dương Ngọc Thanh đi ra ngoài, Dương Bách Xuyên tập trung tinh lực, nhắm mắt bắt đầu nghe âm thanh xung quanh, anh có thể nghe được bất kỳ âm thanh nào trong vòng mấy trăm mét. Sắc mặt Âu Dương Ngọc Thanh khó coi, làm cho Dương Bách Xuyên không tự chủ được muốn biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, sắc mặt Dương Bách Xuyên trầm xuống. Bởi vì anh nghe được nội dung của cuộc trò chuyện qua điện thoại của U Dương Ngọc Thanh. Sau đó Âu Dương Ngọc Thanh lại quay lại phòng học và nói với mọi người, xin lỗi các bạn học, tôi có chút việc gấp phải xử lý, tiết học này sẽ do thầy Lý dạy thay. Đối với Âu Dương Ngọc Thanh, tất cả học sinh trong lớp đều có thể hiểu và khoan dung cho cô ấy. Âu Dương Ngọc Thanh vội vàng rời đi, nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên lại tràn ngập tức giận, vì cô ấy không đáng phải như vậy. Suy nghĩ một hồi. Dương Bách Xuyên đứng dậy rời khỏi bàn học, anh muốn trốn học, muốn đi theo U Dương Ngọc Thanh xem thử thế nào. Bởi vì Dương Bách Xuyên nghe được trong điện thoại của Âu Dương Ngọc Thanh có một tên cặn bã uy hiếp cô ấy. U Dương Ngọc Thanh vội vàng rời đi, nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên lại tràn ngập tức giận, vì cô ấy không đáng phải như vậy. Suy nghĩ một hồi, Dương Bách Xuyên đứng dậy rời khỏi bàn học, anh muốn trốn học, muốn đi theo U Dương Ngọc Thanh xem thử thế nào. Bởi vì Dương Bách Xuyên nghe được trong điện thoại của U Dương Ngọc Thanh, có một tên cặn bã uy hiếp cô ấy. Dương Bách Xuyên đã nghe thấy U Dương Ngọc Thanh cãi vã với một người đàn ông qua điện thoại,
bên kia đe dọa nếu cô ấy không mang tiền đến thì sẽ ra tòa đòi quyền nuôi con. Hơn nữa hắn ta đã đón đứa trẻ, nếu không đưa tiền thì cũng đừng mong sẽ gặp lại con mình. Dương Bách Xuyên không biết về cuộc sống riêng tư của U Dương Ngọc Thanh, nhưng từ cuộc điện thoại này anh có thể lờ mờ đoán được rằng đó hình như là một cuộc nói chuyện giữa vợ và chồng. Trong điện thoại U Dương Ngọc Thanh khóc lóc, giọng nói tràn đầy bất lực và cầu xin, nhưng người đàn ông kia vô cùng hung hăng càn quấy. Vừa bước ra khỏi phòng học liền nhìn thấy U Dương Ngọc Thanh hai mắt sưng đỏ trực tiếp đi ra ngoài trường học. Dương Bách Xuyên rất muốn đi tới hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng U Dương Ngọc Thanh bước đi rất vội. Sau khi ra khỏi cổng trường thì vẫy một chiếc taxi và rời đi. Dương Bách Xuyên vẫn nhớ khi mình vừa mới vào năm nhất đại học U Dương Ngọc Thanh đã giúp đỡ anh cả về vật chất lẫn tinh thần, cô ấy cũng không cần một đồng nào từ anh, cô ấy còn nói nhiều lời động viên anh chăm chỉ học tập, điều này Dương Bách Xuyên ghi lòng tạc dạ. Anh rất muốn báo đáp U Dương Ngọc Thanh nhưng chưa có cơ hội. Bây giờ nghe được cuộc gọi này, thấy được sự bất lực của U Dương Ngọc Thanh, Dương Bách Xuyên nghĩ chắc chắn cô ấy đã gặp chuyện gì đó. Có thể là bị đe dọa, đây là chuyện Dương Bách Xuyên không muốn nhìn thấy. Vừa vặn trong tay anh vẫn còn 10.000 tệ, nếu U Dương Ngọc Thanh cần thì anh hy vọng có thể giúp đỡ một chút. Anh nhanh chóng rời khỏi trường học, chặn một chiếc taxi và đi theo sau U Dương Ngọc Thanh. Khoảng 40 phút sau, U Dương Ngọc Thanh ra khỏi xe và đi vào một khách sạn. Dương Bách Xuyên cũng xuống xe đuổi theo chị ấy, sau khi anh vào thì U Dương Ngọc Thanh đã vào thang máy rồi. Nhìn trên màn hình hiển thị là thang máy lên tầng 13, Dương Bách Xuyên chỉ có thể đợi thang máy xuống mới có thể đi lên. Anh luôn linh cảm rằng hôm nay U Dương Ngọc Thanh sẽ gặp rắc rối, trong lòng thầm nhủ, không thể để cô U Dương bị bắt nạt. Mấy phút sau thang máy xuống, Dương Bách Xuyên đi vào và nhấn nút tầng 13. Đi tới tầng 13. Nhìn xung quanh là một hành lang dài trống rỗng, không thấy bóng U Dương Ngọc Thanh đâu. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng của U Dương Ngọc Thanh, hình như đang cãi nhau với ai đó. Anh đừng hòng, chúng ta đã ly dị, căn nhà tôi cũng đã cho anh, ban đầu đã nói là con sẽ do tôi nuôi còn nhà là của anh đòi tiền tôi cũng cho anh, hơn 100.000 tệ tôi tích góp được cũng bị anh lấy sạch, bây giờ anh lại đòi tôi 100.000 nữa sao? Vương Minh anh có biết xấu hổ không hả? Giọng nói của U Dương Ngọc Thanh rất kích động. Hắc hắc, dù sao thì tôi cũng hỏi qua ý kiến của luật sư, nếu kiện tôi cũng có 7 phần thắng, cô có đưa 100.000 tệ cho tôi hay không? Tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng, sau này tôi sẽ không đòi một đồng tiền nào từ cô nữa, con gái tôi cũng không để ý nữa. Giọng nói của một người đàn ông truyền đến tai của Dương Bách Xuyên. Giờ thì Dương Bách Xuyên mới hiểu, hóa ra là chồng cũ của U Dương Ngọc Thanh, hình như hai người đã ly hôn hơn 2 năm. Nhưng U Dương Ngọc Thanh đã chọn con còn đối phương chọn căn nhà. Chồng trước của cô ấy là một tên cặn bã. Sau khi ly hôn, anh ta luôn dùng con để ép U Dương Ngọc Thanh giao tiền ra. Trên đời sao lại có người đàn ông cặn bã như vậy? Sau khi Dương Bách Xuyên tìm đến cửa cũng không đi vào mà chỉ nghe ngóng ở cửa, anh muốn nghe xem U Dương Ngọc Thanh có gặp nguy hiểm không, nếu U Dương Ngọc Thanh có chuyện gì thì anh sẽ xông vào. Vương Minh, những lời như này tôi nghe bao nhiêu lần rồi? 2 năm qua anh đã lấy của tôi hơn 100.000 tệ. Lần đó không phải anh chơi bạc thua sạch sau đó lại tới đòi tôi hay sao? Lần này tôi sẽ không đưa tiền cho anh nữa, con tôi cũng không giao cho anh, kiện thì kiện đi, tôi cũng không tin tòa án lại bị mù, giao đứa trẻ cho một tên nghiện cờ bạc. Giọng U Dương Ngọc Thanh đầy tức giận. Con điếm này, tôi cho cô mặt mũi nhưng cô còn không biết điều đúng không? Nói cho cô biết hôm nay cô không đưa tiền cho tôi thì đừng mong gặp lại con nữa. Đừng quên hiện tại con đang ở trong tay tôi, cô không đưa tiền thì tôi sẽ bán nó đi cô có tin không? Nghe thấy giọng nói của người đàn ông tên Vương Minh, Dương Bách Xuyên nắm chặt tay lại. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời lại có một tên cặn bã vô liêm sỉ như vậy. Vì tiền, hắn ta còn có thể bán con của mình. Hắn ta không phải là một con người mà là một con súc vật. Dương Bách Xuyên nắm chặt tay và tiếp tục lắng nghe. Một lúc sau U Dương Ngọc Thanh khóc lóc nói. Vương Minh, anh đúng là một tên cầm thú, anh đã giấu Nhạc Nhạc ở đâu, mau trả con lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Hắc hắc, trên phương diện pháp luật thì tôi là ba của Nhạc Nhạc, tôi có quyền đến thăm con hàng tháng, cô báo cảnh sát thì thế nào? Được rồi, cô báo cảnh sát đi, báo cảnh sát thì cũng chỉ tìm cho ông đây một chỗ ăn cơm thôi, nhưng cô cũng đừng mong sẽ nhìn thấy Nhạc Nhạc nữa. Vương Minh điên cuồng cười nói.
Dương Bách Xuyên cảm thấy xót xa cho U Dương Ngọc Thanh, gặp phải một tên cặn bã như vậy, chắc cô ấy khó bất lực và khó xử lắm. Hơn nữa con gái lại là điểm yếu của U Dương Ngọc Thanh, Vương Minh đã lợi dụng điểm này để bòn rút tiền của U Dương Ngọc Thanh. Quả nhiên, chỉ nghe thấy U Dương Ngọc Thanh khóc và run rẩy nói, tôi có thể cho anh 10.000, cũng là toàn bộ tài sản của tôi, Nhạc Nhạc đang ở đâu, anh mau trả con cho tôi. 10.000, ít nhất là 50.000. Vương Minh uy hiếp. Tôi chỉ có 10.000, tôi thực sự không có nhiều. Giọng U Dương Ngọc Thanh đầy bất lực. Hắc hắc, được, tôi cầm tạm 10.000 trước, sau đó sẽ lấy nốt 40.000. Vương Minh âm hiểm cười nói. Đây là thẻ của tôi, mật mã là 8 số 0, nói cho tôi biết Nhạc Nhạc đang ở đâu. Trong giọng nói của U Dương Ngọc Thanh tràn đầy lo âu. Vội gì chứ, tôi ở sòng bạc cũng đã nín nhịn mấy ngày. Tới đây phục vụ tôi một chút sau đó tôi sẽ nói cho cô biết Nhạc Nhạc đang ở đâu, hắc hắc. Vương Minh cười thô bỉ. Anh, đồ xúc vật, đừng hòng. U Dương Ngọc Thanh giận dữ. Có muốn hay không cũng không do cô quyết định, hắc hắc. Vương Minh vô liêm sỉ cười nói. Anh đừng tới đây, a. U Dương Ngọc Thanh sợ hãi lên. Dương Bách Xuyên lúc này không nhịn được nữa liền đạp của phòng. Một cú đá của anh khiến của phòng bật tung ra. Trong tầm mắt liền thấy một tên đàn ông gầy yếu như que củi, khoảng 30 tuổi đang xé rách quần áo của U Dương Ngọc Thanh và đè cô ấy trên sofa. Người này chắc chắn là chồng trước của U Dương Ngọc Thanh Vương Minh, một tên cặn bã. Tiếng động do Dương Bách Xuyên tạo ra khiến Vương Minh hoảng hốt. Cậu là ai? Vương Minh nhìn Dương Bách Xuyên, mà anh lại nhìn U Dương Ngọc Thanh mặt đầy nước mắt đang bị Vương Minh đè trên ghế sofa, không để cho Vương Minh nói tiếp thì anh đã tiến lên. Hung hăng đá hắn ta một cú. Với cú đá mạnh mẽ này, Vương Minh đã bị Dương Bách Xuyên đá bay vào góc tường, hôn mê bất tỉnh, đầu cũng bị chảy xước, máu tươi chảy ròng ròng. Cô U Dương, cô không sao chứ? Dương Bách Xuyên đỡ U Dương Ngọc Thanh dậy. Nhìn thấy người lao vào chính là học trò của mình, còn nghe được những lời quan tâm của Dương Bách Xuyên nên nỗi đau đang kìm nén của U Dương Ngọc Thanh cuối cùng cũng vỡ òa ra. Không cần suy nghĩ nhiều cô ấy liền ôm lấy Dương Bách Xuyên và khóc thật to, trong tiếng khóc mang đầy sự bất lực. 2 năm qua cô ấy cũng sắp bị Vương Minh hủy hoại rồi, nhưng cô ấy vẫn kiên trì vì con. Gặp một kẻ vô lại như Vương Minh cô không biết xử lý như thế nào, cô ấy đã kìm nén nó quá lâu rồi, giờ phút này được Dương Bách Xuyên quan tâm khiến cô không thể kìm nén được nữa mà khóc lớn. Vài phút sau, U Dương Ngọc Thanh đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, suy nghĩ của cô cũng dần bình tĩnh trở lại. Khi cô ấy nhận ra rằng mình đang ôm học trò của mình thì vội vàng buông ra. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên miệng đắng lưỡi khô, anh nhìn thấy quần áo của U Dương Ngọc Thanh bị Vương Minh xé rách thì mặt đỏ tới tận mang tai. Anh không thể kìm được nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, cởi áo khoác ngoài khoác lên người U Dương Ngọc Thanh. Lúc này U Dương Ngọc Thanh cũng phát hiện quần áo của mình bị xé rách đã bị Dương Bách Xuyên nhìn thấy thì nhất thời mặt cô ấy đỏ bừng. Sau khi khoác áo của Dương Bách Xuyên cô ấy thì thầm nói cảm ơn. Chỉ trong nháy mắt, cô ấy nhìn thấy Vương Minh trong góc tường hai mắt nhắm nghiền, trên đầu là máu, không rõ sống chết thì sắc mặt U Dương Ngọc Thanh thay đổi rất nhiều. Nhưng sau đó cô hít một hơi thật sâu, sắc mặt ảm đạm nói, Dương Bách Xuyên, đi mau, đi ra ngoài gặp ai cũng nói là cậu chưa từng tới đây, đi mau. Sau khi sửng sốt một chút Dương Bách Xuyên liền phản ứng lại và nói, cô U Dương đừng lo lắng. Tên cặn bã này chưa chết, hắn ta chỉ ngất đi thôi. Dương Bách Xuyên rất rõ ràng về mức độ nghiêm trọng của cú đánh mà anh đánh ra, anh biết Vương Minh chỉ ngất đi mà thôi. Sau khi nói xong liền đi tới bên cạnh Vương Minh, giơ tay lên tặng cho hắn ta hai bạt tai vang dội, vừa đánh vừa mắng, tên cặn bã này. Bị ăn mấy bạt tai mặt Vương Minh sưng lên như cái đầu heo, mấy cái răng đã bị Dương Bách Xuyên đáng gãy. Đau đớn khiến hắn ta tỉnh lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.